Không cần đâu, đừng mà. Tống Kiều, tôi có thể nhìn vai cháu một chút được không? Tống Giao, còn không mau xin lỗi phu nhân đi. Phu nhân, đều tại tôi không dạy dỗ con bé cho tốt, để tôi đánh nó để chút giận cho phu nhân và tiểu thư. Đánh chết mày, đánh chết mày. Mẹ, mẹ, con bị oan. Mình đang nghĩ gì thế này? Sao cô ấy có thể là con gái mình được? Nhưng nếu con gái ruột của mình cũng bị mẹ nó đánh như Tống Giao, thì thật là đau lòng biết bao. Dừng tay. Dù con bé có làm sai thì bà cũng không nên động tay động chân. Phu nhân, xin hãy để tôi. Loại con gái không biết xấu hổ như vậy phải dạy dỗ bằng tay chân. Phu nhân, cháu thực sự bị oan, cứu cháu với. Đủ rồi. Tống Giao, nếu cháu đã nói cháu bị oan, thì nếu cháu có thể tìm thấy bằng chứng chứng minh mình bị oan, ta sẽ tin cháu một lần. Mẹ, bằng chứng rõ ràng rồi, còn gì? Sao mẹ còn muốn tin tưởng cô ta nữa? Đúng vậy phu nhân, Tống Giao đã làm sai, không xứng đáng ở lại nhà họ Diệp, cũng không xứng đáng với sự tin tưởng của phu nhân. Tống Giao, cháu nói gì đi? Phu nhân, đồ vật thực sự không phải cháu lấy, nhưng cháu cũng không có bằng chứng để chứng minh. Mẹ, con có thể làm chứng cho cô ấy. Nữ phục vụ nhà hàng hoảng hốt phát hiện ra vị tổng tài ngã quỵ trên mặt đất, vì vậy cô liền lấy cây kim bạc ra truyền ra, đâm thẳng vào cổ tay của vị tổng tài. Nào ngờ giây tiếp theo, vị tổng tài tỉnh lại. Ngay lúc đứng dậy, nhìn cô gái trước mặt, ông bỗng có cảm giác thân thiết khó tả. Bà ngẩn người ra một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại. Háo là sinh viên y khoa à? Sao lại mang theo bộ châm cứu bên mình vậy? Cháu thực sự đã thi đỗ trường y, nhưng vì nhà nghèo nên cháu không đi học được. Trường y của tập đoàn chúng tôi tình cờ có một vài suất tuyển thẳng, chỉ cần đạt giải trong cuộc thi luận văn vào tháng tới là có thể nhập học miễn phí. Thật sao? Tuyệt quá, cháu muốn đăng ký. Nhưng vị tổng tài nhìn cô gái lương thiện làm việc ở quán cà phê khó mà tập trung học hành, vì vậy bà đưa cô về nhà làm giúp việc theo giờ. Mỗi ngày chỉ cần làm việc 4 tiếng, lương gấp 10 lần quán cà phê. Quan trọng hơn là có thời gian rảnh để học tập. Nhưng khi cô đến biệt thự của tổng tài, cô phát hiện ra mẹ mình cũng đang làm giúp việc ở đây. Xin lỗi phu nhân, tôi đã làm phiền, tôi sẽ đuổi nó đi ngay. Không phải đã nói với mày là đừng đến nhà họ Diệp tìm tao sao? Mày không nghe lời, mau đi đi. Này, đừng đánh con bé. Cô hiểu lầm rồi, là Tống Giao đã cứu tôi. Tống Giao, sau này cháu chỉ cần dọn dẹp đơn giản là được, phải coi việc học là quan trọng, biết chưa? Cảm ơn gì, tôi thấy con gái cô rất hợp với tôi rất thích con bé. Tuy nhiên, người mẹ nhất quyết không cho phép cô gái ở lại. Hóa ra, cách đây 20 năm, người giúp việc vì muốn con mình có cuộc sống giàu sang phú quý, đã nhẫn tâm tráo đổi đứa con gái của gia đình giàu có nhất. Nhưng vị tổng tài nhớ rõ ràng con gái mình lúc mới sinh ra có một vết bớt màu đỏ trên vai, nhưng y tá quả quyết khẳng định tên ghi rõ ràng trên tay, không thể bế nhầm được. Người chồng liền cho rằng do vị tổng tài sinh nở quá yếu ớt nên đã bị ảo giác. Cứ như vậy, con gái của người giúp việc lớn lên khỏe mạnh trong sự sung túc ở nhà vị tổng tài. Không ngờ hôm nay trợ lý lại mang đến một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, cho thấy mối quan hệ huyết thống giữa vị tổng tài và con gái có vấn đề. Sao có thể như vậy được? Bác sĩ Vương khuyên ngài nên đi làm xét nghiệm A doanh nghiệp. Ngài xem tiếp theo phải làm sao. Xét nghiệm A doanh nghiệp, đứa con gái tôi nuôi nấng 20 năm, bây giờ các người nói với tôi có khả năng không phải con ruột. Vị tổng tài liên tưởng đến vết bớt màu đỏ trên vai con gái lúc mới sinh, không khỏi nghi ngờ đứa con gái mình vất vả nuôi nấng 20 năm qua không phải con ruột. Nào ngờ con gái ruột của bà đang làm giúp việc theo giờ ở nhà mình. Hôm nay, sau khi làm việc nhà xong, cô chuẩn bị đến quán cà phê làm việc, bất ngờ bị cô gái mưu mô kia gọi lại, vu oan cho cô gái đã lấy trộm sợi dây chuyền kim cương của mình. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều là do người giúp việc sắp đặt. Để ngăn chặn vị tổng tài nhận ra con gái ruột của mình, bà ta tìm mọi cách để đuổi cô gái đi. Nhưng vị tổng tài tin tưởng vào nhân phẩm của cô gái, cho rằng chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Nào ngờ người giúp việc vội vàng tiến lên, đổ thêm dầu vào lửa. Con hãy nhận lỗi với phu nhân và tiểu thư đi. Phu nhân, đều tại tôi dạy dỗ nó không nghiêm khắc. Con bé này hồi nhỏ đã lén lút lấy tiền của tôi đi mua đồ ăn vặt, lớn lên rồi mà dám cả gan lấy trộm đồ của tiểu thư. Xin phu nhân nể mặt tôi mà tha lỗi cho nó. Ra vậy, hóa ra cô là kẻ tái phạm. Mẹ, con không có lấy trộm tiền của mẹ. Sao mẹ có thể bôi nhọ con trước mặt bao nhiêu người như vậy? Hơn nữa, sợi dây chuyền này cũng không phải tôi lấy. Tống Giao, mẹ biết con muốn ở lại đây để kiếm tiền học phí, nhưng con cũng không thể vì ghen tị với tiểu thư mà lấy trộm đồ của cô ấy chứ. Như vậy thì làm sao xứng đáng với sự tin tưởng của phu nhân nữa? Phu nhân, con bé đã làm sai rồi. Tôi là mẹ nó, tôi cũng không còn mặt mũi nào để giữ nó ở lại nữa. Tôi chỉ có thể đuổi nó đi. Mẹ, mẹ, thật thú vị. Mẹ ruột nó đã nói vậy rồi, lần này mẹ tin rồi chứ? Tống Kiều, tôi vốn rất tin tưởng cháu, nhưng bây giờ cháu bảo tôi phải tin cháu thế nào đây? Tôi thật sự không ngờ mình lại nhìn nhầm người, cháu làm tôi quá thất vọng. Phu nhân, cháu thật sự không lấy, không phải cháu ăn trộm. Đến bây giờ cô vẫn không chịu nhận tội sao? Được, người đâu, đưa cô ta đến đồn cảnh sát, để cô ta ở trong đồn cảnh sát từ từ mà nhận lỗi. Thả tôi ra, nếu chuyện này mà không điều tra rõ ràng, tôi sẽ bị lưu lại hồ sơ đấy. Diệp Lan Tâm, nếu cô biết là chính tay cô đã đẩy con gái mình vào tù thì sẽ có cảm giác gì đây? Đừng thả tôi ra. Chờ đã. Alo, phu nhân.
quả giám định A doanh nghiệp đã có rồi, con gái ruột của bà là người khác. Cái gì? Cái gì? Tinh thần, mẹ có việc phải đi trước, chuyện này để sau hắn nói. Mẹ! Tôi không tin, đưa báo cáo đây, tôi muốn tự mình xem. Sao có thể không có quan hệ huyết thống chứ? Tinh thần! Con bé vậy mà không phải là con gái tôi. Phu nhân! Sao lại thế này? Đứa con gái tôi nuôi nấng suốt 20 năm qua. Con bé vậy mà. Lại không phải là máu mủ ruột thịt của tôi. Tôi đã dành hết tất cả tình yêu thương của mình cho con bé. Vậy thì con gái tôi đang ở đâu? Con gái ruột của tôi đang ở đâu? Con gái, con sống có hạnh phúc không? Cha mẹ của con cũng yêu thương con như tôi yêu thương tinh thần sao? Tinh thần, có phải không? Chỉ cần tôi đối xử tốt với tinh thần thì các người cũng sẽ đối xử tốt với con gái tôi. Cô đi đi. Dừng tay. Mẹ, con muốn đưa tên trộm này đến đồn cảnh sát. Phu nhân, cháu thật sự không phải là kẻ trộm. Xin hãy tin cháu. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Tống Kiều, tôi có thể nhìn vai của cháu một chút được không? Con có thể làm chứng cho cô ấy. Chứng minh cái gì? Con tận mắt thấy Tống Kiều vào phòng của tinh thần để dọn dẹp. Cô ấy chỉ dọn dẹp xong rồi rời đi, không hề động chạm đến bất cứ thứ gì. Lúc mình dọn dẹp không thấy cậu chủ đâu cả. Chẳng lẽ anh ấy cố tình giúp mình sao? Sao lúc nãy con thấy rồi mà không nói? Anh, chẳng lẽ anh muốn bao che cho tên trộm này sao? Ban đầu tôi không giúp là vì tôi không quen cô ấy, cảm thấy không cần thiết. Bây giờ tôi làm chứng cho cô ấy vì tôi thấy vở kịch này ngày càng thú vị. Vở kịch, đúng, tất cả mọi người ở đây đều đang chỉ đích danh Tống Kiều là kẻ trộm. Ngay cả mẹ cô ấy cũng ra làm chứng, chắc chắn là có tuần khúc gì đó. Tình lễ, con nghĩ nhất định là có người cố tình hãm hại Tống Kiều. Nhà chúng ta không phải có camera sao? Chỉ cần chúng ta trích xuất camera trong phòng là có thể biết được lúc đó Tống Kiều đã làm gì trong phòng. Con nói đúng. Vậy chuyện trích xuất camera giao cho con ấy. Được. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Tinh thần, con lại đây, mẹ có chuyện muốn nói. Hừ. Không được. Không thể để họ tra được camera. Mẹ. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì vậy? Đây là đứa con gái mình nuôi nấng từ nhỏ. Bây giờ mà nói ra sự thật thì thật là tàn nhẫn với con bé. Thôi vậy, cứ coi như không biết chuyện này đi. Mẹ, mẹ sao vậy? Không có gì, mẹ chỉ muốn hỏi con chuẩn bị cho cuộc thi luận văn thế nào rồi. Mẹ, con là ai chứ? Con là con ruột của mẹ mà. Mẹ tài giỏi như vậy, con chắc chắn cũng được thừa hưởng ghen ưu tú của mẹ rồi. Chuyện luận văn chắc chắn không thành vấn đề. Đúng là con gái ngoan của mẹ. Ai đấy? Tôi đã nói rồi mà. Chờ không có ai thì hãy vào dọn dẹp, cút ra ngoài cho tôi. Diệp Tổng. Không phải, Trấn Quốc, tôi có chuyện muốn nói với anh. Sao cô lại đến đây? Sao cô lại đến đây? Tôi đã nói với cô rồi mà. Ở nhà họ Diệp đừng tự tiện đến tìm tôi, cô quên rồi sao? Trấn Quốc, Trấn Quốc, anh nghe tôi nói này. Bây giờ phu nhân muốn xem camera, xem ai đã lấy vòng cổ của tiểu thư. Anh cứu tôi với, Trấn Quốc, tránh ra. Tự làm bậy thì trách ai bây giờ? Đừng đến tìm tôi nữa. Diệp Trấn Quốc, anh quên chuyện anh sai khiến tôi bỏ thuốc Diệp Lan Tâm rồi sao? Cô có ý gì? Cô đang dọa tôi sao? Tôi sai khiến cô, rõ ràng là ý của cô mà. Khốn nạn. Rõ ràng là anh lấy cớ kết hôn để bảo tôi bỏ thuốc Diệp Lan Tâm. Bây giờ lại thành ý của tôi sao? Diệp Trấn Quốc, chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây. Tôi sống không yên ổn thì anh cũng đừng hòng. Anh không muốn giúp tôi phải không? Được, bây giờ tôi sẽ đi tìm Diệp Lan Tâm, kể hết mọi chuyện anh đã làm cho bà ấy biết. Đợi đã. Tôi giúp cô còn không được sao? Đồng ý sớm thì đã xong rồi, lãng phí nước bọt của tôi. Diệp Trấn Quốc, anh đúng là đồ qua cầu rút ván mà. Cô nói lại lần nữa xem, tôi nói anh là con chó săn, anh chỉ là con chó săn mà Diệp Lan Tâm nuôi bên cạnh. Đừng quên cô là cái thá gì. Lúc trước, vì muốn leo lên vị trí này, cô đã lợi dụng tôi, bây giờ xảy ra chuyện lại muốn tôi đến dọn dẹp cho cô. Cô đúng là đồ khốn nạn. Ha ha.
Diệp Trấn Quốc, đồ khốn nạn, rõ ràng là anh dụ dỗ tôi, hại tôi mang thai, còn hứa hẹn sẽ cưới tôi. Quay đầu lại đã cặp kè với Diệp Lan Tâm, nếu không phải vì anh thì tôi đã không ra nông nỗi này rồi. Vì tôi? Cô tưởng cô là ai chứ? Hả? Mục tiêu cuối cùng của tôi luôn là Diệp Lan Tâm. Còn cô, giữa chúng ta chỉ là vui đùa, vậy mà cô lại coi là thật. Cô giống như miếng cao dán chó, tôi không thể nào gỡ bỏ. Diệp Trần Quốc, anh nói như vậy ra thể thống gì nữa? Lời tôi nói không phải là lời người sao? Tôi nói cho cô biết, Diệp Lan Tâm là tiểu thư con nhà giàu. Còn cô đừng quên thân phận của mình, cô chỉ là một người giúp việc. Hơn nữa, lúc trước tôi đã cho cô rất nhiều tiền để phá thai rồi còn gì. Tôi đối với cô như vậy là nhân từ lắm rồi. Đừng có mà được voi đòi tiên. Diệp Trần Quốc, tôi liều với anh. Đủ rồi. Được rồi, tôi hứa với cô, tôi sẽ giải quyết chuyện camera giám sát. Nhưng mà cô, tôi cầu xin cô cũng hứa với tôi một việc. Cô đi ngay cho tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Đi đi. Nhỏ tiếng thôi. Lát nữa mà lôi kéo người khác đến thì đừng có ai mong được yên ổn. Sợ rồi à? Diệp Trần Quốc, tôi nói cho ông nghe một chuyện bất ngờ nữa nhé. Thật ra lúc trước tôi căn bản chưa từng phá thai. Diệp Tinh Thần mà ông yêu thương như bảo bối chính là con gái của chúng ta. Tống Tiểu mới là đứa con hoang do Diệp Lan Tâm sinh ra. Cô là đồ điên. Đại tiểu thư, sao cô lại trốn ở đây vậy? Có phải đói bụng không? Để tôi làm chút gì cho cô ăn nhé. Đây là nhà tôi đi đâu cần phải báo cáo với một người làm như bà sao? Chỉ là hôm nay tôi nghe được một chuyện rất hoang đường nên muốn đến hỏi bà một chút. Chuyện gì vậy? Hôm nay tôi đi ngang qua văn phòng của bố tôi, nghe thấy bà nói tôi là con gái ruột của bà và bố tôi. Chuyện này là thật hay giả? Cô nghe thấy hết rồi à? Là thật đấy. Không thể nào. Chắc chắn là bà muốn tiền đúng không? Bà muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ xin bố tôi cho bà. Nhưng sau này bà đừng có phao tin đồn nhảm nhí như vậy nữa. Nghe rõ chưa? Nhưng mà tôi thực sự là mẹ ruột của con mà. Bà nói bậy, mẹ tôi là Diệp Lan Tâm. Tôi là đại tiểu thư chính hiệu duy nhất của nhà họ Diệp. Căn bản không thể nào là con gái do người làm sinh ra được. Một con người làm hèn hạ như bà có phải chỉ muốn tiền thôi đúng không? Hay là bà muốn cướp vị trí của mẹ tôi để lừa gạt bố tôi? Bà thật đúng là không biết xấu hổ. Sao con có thể nói tôi như vậy? Tinh Tinh, ta thực sự là mẹ ruột của con mà. Chính là vì con nên ta mới ở lại nhà họ Diệp làm người làm. Năm đó ta đánh cháo con với Tống Kiều cũng là hy vọng con có thể sống tốt hơn. Tinh Tinh, mẹ yêu con. Bà im miệng, tôi không tin. Bây giờ tôi sẽ đi tìm mẹ tôi, chúng ta sẽ nói cho rõ ràng mọi chuyện. Không được, Tinh Tinh, nhất định không được để phu nhân biết chuyện này. Chuyện gì mà không được để phu nhân biết? Chuyện gì mà không được để phu nhân biết? Có phải em lại đi bắt nạt dì Trương rồi không? Làm sao có thể, em chỉ đến tìm chút đồ ăn thôi mà. Ăn thì ăn, sao lại không được nói với mẹ? Bởi vì cô ta. Cậu chủ, không liên quan đến đại tiểu thư đâu, đều là lỗi của tôi. Tôi thấy đại tiểu thư đến bếp tìm đồ ăn nên đã làm cho cô ấy một ít. Kết quả là cô ấy nói không ngon. Đều tại cái miệng của tôi không biết giữ mồm giữ miệng. Tôi đã cãi lại đại tiểu thư, khiến cô ấy tức giận. Cô ấy muốn kéo tôi đến trước mặt phu nhân để phân xử. Tôi sợ phu nhân mắng nên đã ngăn cô ấy lại, bảo cô ấy đừng đi. Là như vậy sao? Đúng vậy. Chuyện nhỏ này cũng không cần phải làm ầm ĩ lên đến tai mẹ tôi đâu. Thôi vậy đi. Tôi không tin một chữ nào bà nói. Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này. Bà phải làm xét nghiệm A doanh nghiệp huyết thống với tôi. Xét nghiệm A doanh nghiệp huyết thống. Mẹ, đây là camera giám sát trước cửa phòng Tinh Tinh trong vòng một tháng trở lại đây. Kỳ lạ là camera giám sát ngày mất vòng cổ lại không cánh mà bay. Trùng hợp đến thế sao? Bảo vệ nói tại sao camera giám sát lại không thấy nữa. Anh ta nói có thể là do lỗi thiết bị. Lúc đó anh ta lại đi tuần tra nên cũng không biết. Được rồi, ta biết rồi, con đi làm việc đi. Ừ. Rốt cuộc là có người sợ chuyện mình hãm hại Tống Kiều bị phát hiện nên mới phá hủy camera giám sát, hay là chính Tống Kiều sợ chuyện cô ta ăn trộm bị vạch trần nên mới phá hủy camera giám sát? Thôi bỏ đi, hiện tại không có chứng cứ, Tinh Lễ cũng đã làm chứng cho cô ta rồi, cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng cô ta vô tội. Không truy cứu nữa. Sao cô lại đến đây? Tôi đến đây để cảm ơn anh vì đã giúp tôi lúc nãy. Cứ thế thốt ra hai câu khô khan như vậy để cảm ơn tôi sao? Thế này thì thật là không có thành ý gì cả. Vậy anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào? Tôi thấy gần đây hình như mới mở một nhà hàng sang trọng, hay là chúng ta đến đó ăn đi. Nhà hàng sang trọng thì chắc chắn là rất đắt rồi. Bây giờ mẹ mình lại giục mình đưa tiền, mình còn phải tiết kiệm tiền học phí nữa. Nhưng mà anh ấy đã giúp mình một việc lớn như vậy. Được rồi,
Vậy tôi mời anh ăn cái này nhé. Vậy chúng ta đi lúc nào đây? Chọn ngày nào cũng không bằng ngày hôm nay, đi ngay bây giờ luôn đi. Sao lại đổi ý rồi? Đương nhiên là không rồi. Thôi được rồi, trêu cô thôi mà. Sao có thể để cô mời tôi ăn nhà hàng đắt đỏ như vậy chứ? Thà dẫn tôi đi ăn vặt còn hơn là ăn nhà hàng sang trọng. Tôi phải quyết tâm lắm mới dám vung tiền ra đấy nhé. Thôi đi nào. Dừng lại. Dừng lại. Tống Kiều, cô không trộm được vòng cổ của tôi, nịnh mẹ tôi cũng thất bại. Bây giờ lại đến quyến rũ anh trai tôi đúng không? Tôi nói cô không chỉ mặt dày mà thủ đoạn cũng cao tay đấy. Tôi thật sự phải bái phục cô đấy. Cô ơi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, vòng cổ của cô thật sự không phải tôi lấy. Còn những tội danh bịa đặt khác tôi càng không làm. Cô nghĩ tôi sẽ tin lời một đứa ăn trộm nói sao? Đủ rồi, đừng có ở đây mở miệng ra là ăn trộm, ngậm miệng lại là ăn trộm. Người lấy vòng cổ không phải Tống Kiều, sau này em đừng nhắc đến chuyện này nữa. Được lắm Tống Kiều, cô đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ anh trai tôi? Anh ấy vì cô mà mắng tôi đấy. Diệp Tinh Thần, Diệp Tinh Lễ, anh còn nhớ thân phận của mình không? Rốt cuộc anh đứng về phía nào? Thôi nào, đừng cãi nhau vì tôi đi trước đây. Khoan đã, Tống Kiều. Anh, em chỉ là không ưa Tống Kiều quyến rũ anh nên mới nổi nóng với anh thôi. Anh đừng giận mà. Em còn việc gì nữa không? Anh, chúng ta đính hôn đi. Chỉ là đừng vì người ngoài mà làm tổn hại hòa khí của chúng ta. Anh đã nói rồi, em là em gái anh, chuyện đính hôn anh không thể đồng ý. Anh còn việc. Anh. Tống Kiều. Tất cả là tại cô quyến rũ anh trai tôi nên anh ấy mới từ chối tôi. Sao có thể chứ? Sao mình có thể thật sự là con gái của một người giúp việc chứ? Chẳng lẽ Tống Kiều mới là đại tiểu thư thật sự của nhà họ Diệp? Bây giờ anh trai mình thích Tống Kiều, mẹ mình cũng thích cô ta. Nếu chuyện mình không phải tiểu thư nhà họ Diệp bị bại lộ, mình sẽ mất tất cả. Không được, chuyện này mình nhất định phải giấu kín. Mình mới là đại tiểu thư nhà họ Diệp. Tinh Thần. Sao con đột nhiên đến tìm mẹ mà không báo trước vậy? Lạ đây, ngồi nhanh lên. Không cần đâu ạ. Kết quả giám định A doanh nghiệp đã có rồi. Vậy bây giờ, con tin mẹ là mẹ ruột của con rồi chứ? Tôi hy vọng bà không nói chuyện này cho bất cứ ai. Giữ mồm giữ miệng vào. Nếu không cẩn thận thì đừng trách tôi không khách sáo. Con yên tâm đi. Con là con gái mẹ, dĩ nhiên mẹ hy vọng con sống tốt. Lúc trước đổi con vào nhà họ gì cũng là hy vọng con có thể sống cuộc sống của một tiểu thư. Mẹ sẽ không nói đâu. Rất tốt, tôi hy vọng bà nói được làm được. Phu nhân, tôi thấy cháu ở đây nên qua xem thử. Tôi không làm phiền cháu chứ. Sao cháu lại học ở đây? Phu nhân, cháu chỉ muốn tìm một chỗ để viết luận văn thôi. Xin lỗi đã làm phiền phu nhân. Tôi không có ý trách móc cháu. Chỉ là sao cháu không viết ở nhà? Chỗ này vừa lạnh vừa thiếu sáng. Cháu viết được sao? Mẹ cháu. Mẹ cháu không muốn cháu học. Cháu sợ bà ấy nhìn thấy sẽ giận. Kỳ lạ thật. Cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái học hành tử tế chứ? Sao mẹ cháu lại như vậy? Sao mẹ cháu lại như vậy? Cháu viết luận văn bằng tay chậm quá. Nộp luận văn cần bản điện tử, hay là mua một cái máy tính đi. Trước khi nộp luận văn cháu sẽ mượn máy tính để đánh máy bản điện tử. Cô yên tâm, sẽ không làm lỡ cuộc thi đâu. Cháu cũng muốn dành dụm một ít tiền để sau này làm học phí. Trẻ con ngoan ngoãn hiểu chuyện như cháu thật sự không nhiều. Như vậy đi, cháu chọn một phòng khách làm phòng học riêng của cháu. Tình cờ con gái tôi có một cái máy tính không dùng, cháu có thể lấy dùng trước. Thật sao? Cảm ơn phu nhân. Nhưng như vậy có làm phiền cô không? Không đâu. Thực ra tôi luôn cảm thấy cháu rất giống tôi trước đây. Đặc biệt là tinh thần nỗ lực không chịu khuất phục này. Tôi sẵn lòng giúp đỡ cháu. Con gái tôi cũng học y, giống cháu, cũng đang chuẩn bị cho cuộc thi này. Tôi hy vọng cả hai người đều có thể đạt được kết quả tốt trong cuộc thi sắp tới. Vâng. Không thể để phu nhân tiếp xúc nhiều với cô ta được. Mình phải nghĩ cách đuổi Tống Kiều đi. Tinh thần, lại đây nào. Ăn chút hoa quả, vừa ăn vừa viết. Ai cho bà vào đây? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, gọi tôi là đại tiểu thư. Tinh thần cũng là cái tên bà có thể gọi sao, để người khác nghe thấy thì sao. Phải, mẹ sai rồi. Tôi không ăn, mê đi.
Tinh thần, có phải là vì chuyện luận văn không? Bài luận văn này khó viết quá, chẳng có chút ý tưởng nào cả. Cứ thế này thì sao mà đạt giải cao được? Nếu để mẹ biết thì mẹ sẽ rất thất vọng. Tinh thần, mẹ có cách này. Bà thì có cách gì chứ? Tinh thần, con đợi mẹ nhé, mẹ sẽ quay lại ngay, đợi mẹ nhé. Tinh thần này. Đây là luận văn của Tống Kiều, con xem có dùng được không? Tôi học Tây y mà. Còn cô ta học Trung y. Hơn nữa cô ta chỉ biết chút gia lông về châm cứu thì có tác dụng gì chứ? Cái cô ta viết nhìn cũng có vẻ hữu dụng đấy chứ. Tống Kiều, cơ hội để khiến mày thân bại danh liệt, cút khỏi nhà họ Diệp đến rồi. Mình nhớ trước khi ngủ mình đang viết luận văn, máy tính vẫn mở mà. Sao bây giờ lại tắt rồi nhỉ? Không ổn rồi, phu nhân ngất xỉu rồi, mau đi gọi bác sĩ Vương. Phu nhân đừng lo, bệnh cũ thôi mà. Vẫn uống thuốc theo đơn cũ tôi đã kê. Nhưng phải tăng liều lượng lên. Vâng, cảm ơn bác sĩ Vương. Phu nhân, bệnh này của tôi dạo này cứ phải uống thuốc mãi. Nhưng uống thuốc cũng chẳng đỡ, dạo này còn đau đầu nặng hơn. Vậy để cháu châm cứu cho phu nhân. Ông Lưu dạy cháu y thuật, mỗi lần đau đầu đều bảo cháu châm cứu cho ông ấy. Hiệu quả lắm. Được. Cháu nói đúng, đúng là đỡ hơn nhiều rồi đấy. Kết hợp với massage của đường cháu nữa, hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn. Tay nghề của cháu cũng khá đấy chứ. Cô mà có cô con gái như cháu thì thật là hạnh phúc. Giá mà. Giá mà con gái ruột của mình cũng trưởng thành xinh đẹp như cô ấy thì tốt biết mấy. À phải rồi, Tống Kiều, trên vai cháu. Mẹ. Tống Kiều, sao cô lại ở đây? Sao điểm của con lại hiển thị chưa chấm thế này? Để mẹ xem nào. Sao của cháu cũng chưa chấm thế này? Kỳ lạ thật. Để tránh hiểm nghi, ta đã từ chối tham gia chấm điểm luận văn lần này rồi mà. Sao vẫn còn xảy ra chuyện này nhỉ? Alo, viện trưởng Cố, là tôi đây. À, chuyện điểm số của con gái tôi. Ông nói gì cơ? Cảm ơn viện trưởng Cố, ông yên tâm, lát nữa tôi sẽ trả lời ông. Viện trưởng Cố vừa báo, tỷ lệ đạo văn của hai đứa con lên đến 80%. Có một người bị tình nghi đạo văn. Ông ấy yêu cầu tôi giải quyết dứt điểm chuyện này, cho ông ấy một câu trả lời thỏa đáng. Chính là cô. Chắc chắn là cô đã đạo văn của tôi. Tống Kiều, sao cô lại ở đây? Dì Trương tìm cô khắp nơi đấy, cô đang làm gì thế? Tôi thấy phu nhân đau đầu nên massage cho phu nhân một lát rồi đi ngay ạ. Không cần đâu, có tôi ở đây là được rồi. Cô mau đi tìm mẹ cô làm việc đi. Tống Kiều, cháu đi làm việc của cháu đi. Nhớ là phải viết luận văn cho nhanh, sắp đến hạn rồi đấy. Dạ, phu nhân. Mẹ, Tống Kiều người ta có lòng tốt, sao lần nào con cũng đối xử với con bé như thế? Con nhìn con bé đó là thấy ngứa mắt rồi, ngày nào cũng vây quanh định bợ mẹ, cả tạo. À phải rồi mẹ, con bé đó cũng tham gia cuộc thi luận văn y học đấy. Phải, nhưng mà nó không giống con. Cái con bé đó nhắm đến là xuất tuyển thẳng của trường y chúng ta. À đúng rồi mẹ, đây là luận văn của con, mẹ xem giúp con được không? Mẹ mà xem luận văn cho con thì chẳng khác nào giúp con gian lận sao? Không được, không được, mẹ xem giúp con đi mà. Được rồi, mẹ xem cho con. Nội dung của con viết được đấy. Nhưng con không phải học y học hiện đại sao? Sao lại viết kết hợp cả y học cổ truyền và hiện đại thế này? Cái này của con gọi là mạnh dạn đổi mới. Ai bảo con được thừa hưởng ưu điểm dám nghĩ dám làm của mẹ chứ? Đúng rồi. Con gái là phải kế thừa những ưu điểm của mẹ. À đúng rồi mẹ, chuyện con và anh hai đính hôn mà mẹ nói trước đó. Có thể sắp xếp được chưa ạ? Con đính hôn với Tinh Lễ. Mẹ quên rồi sao? 2 năm trước, lúc anh hai đi du học, mẹ đã đồng ý cho con đính hôn với anh ấy rồi mà. Đó là vì lúc đó, con còn nhỏ, lại thêm chuyện anh con đi du học nữa, con đã khóc rất nhiều. Nên mẹ mới nói vậy để dỗ con thôi. Con thích anh ấy, con muốn lấy anh ấy mà. Thật ra, mẹ cũng rất mong con có thể gả cho anh con. Tinh Lễ là người tốt, lại có năng lực. Tuy nhiên, chuyện này chúng ta vẫn nên hỏi ý kiến của anh con trước.
Cảm ơn mẹ. Tống Kiều, tôi sẽ không để cô cướp anh hai của tôi đâu. Tôi không hề đạo văn. Từng chữ trong bài luận văn của tôi đều là do chính tay tôi viết. Phu nhân đã từng thấy tôi viết luận văn, bà ấy có thể làm chứng cho tôi. Đây mà gọi là bằng chứng à? Cô chính là kẻ đã ăn cắp luận văn của tôi, rồi còn giả vờ tỏ ra chăm chỉ trước mặt mẹ tôi. Cô thật là thâm độc. Tôi chỉ muốn viết luận văn thật tốt để giành được suất tuyển thẳng thôi mà. Sao phải dùng thủ đoạn sao chép chứ? Hơn nữa tôi học Trung y, cô học Tây y. Sao tôi có thể sao chép luận văn của cô được? Vậy ý cô là tôi đạo văn cô sao? Tống Kiều, cô có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho cuộc thi luận văn này không? Ngày nào tôi cũng miệt mài nghiên cứu Trung y. Chính là vì làm đề tài kết hợp Trung Tây y. Tôi thấy cô chính là kẻ trộm, không chỉ trộm vòng cổ mà còn trộm cắp thành quả học thuật. Cô thật độc ác. Cô muốn hại tôi trắng tay mới vừa lòng sao? Mẹ! Mẹ! Con không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Mẹ mau đuổi cô ta đi. Phu nhân, xin hãy tin tôi. Tôi thực sự không hề sao chép luận văn của tiểu thư. Vậy cô đưa ra bằng chứng đi. Phu nhân, tôi có bằng chứng. Cô nói gì? Tôi thấy Tống Kiều rút cái này từ máy tính của tiểu thư, cắm vào máy tính của cô ta. Hình như còn sao chép dữ liệu gì đó rồi vứt vào thùng rác. Tôi thấy có gì đó mờ ám nên đã lấy lại. Mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì vậy? Sao mẹ lại vu khống con? Con căn bản chưa từng làm chuyện như vậy. Con còn chưa chịu thừa nhận sao? Tống Kiều, mẹ tuy nghèo nhưng cũng đã dạy dỗ con. Làm người phải có điểm dừng đạo đức tối thiểu. Chuyện ăn cắp, cướp giật tuyệt đối không được làm. Đây chính là cách con báo đáp sự dạy dỗ của mẹ, phụ lòng tin tưởng của phu nhân và tiểu thư sao? Mẹ biết con vì muốn vào đại học nên mới ăn cắp luận văn của tiểu thư. Con mau xin lỗi phu nhân và tiểu thư đi. Mẹ dù có bán nhà, bán máu cũng cho con học đại học. Chỉ cầu con đừng làm chuyện ăn cắp, ăn trộm nữa, được không con? Mẹ đừng có diễn nữa. Mẹ rõ ràng biết không phải con, tại sao lại hãm hại con? Mày còn chưa biết hối hận sao? Tao là mẹ mày, tao sẽ bịa đặt chứng cứ để hãm hại mày sao? Tao chỉ hy vọng mày đừng làm chuyện sai trái nữa. Phu nhân, đều tại tôi không dạy dỗ con gái cẩn thận nên mới ảnh hưởng đến cuộc thi luận văn của tiểu thư. Ngài muốn phạt nó thế nào cũng được, đuổi nó ra khỏi nhà hay đưa nó đến đồn cảnh sát, tôi đều không có ý kiến. Mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì vậy? Rõ ràng con mới là người bị hại. Phu nhân, thực ra tôi cũng từng thấy Tống Kiều động vào máy tính của tiểu thư, tôi cũng vậy. Alo, viện trưởng Cố ạ, về kết quả luận văn lần này, trong lòng tôi đã có đáp án rồi, con gái tôi tuyệt đối không bao giờ đạo văn. Con gái tôi tuyệt đối không bao giờ đạo văn. Mẹ! Nhưng chuyện đuổi Tống Kiều đi, tôi còn phải suy nghĩ thêm. Mọi người giải tán đi. Không biết tại sao, mình luôn không thể nhẫn tâm với đứa trẻ Tống Kiều này. Nhưng con gái của mình nhất định phải bảo vệ nó. Cô muốn nói chuyện gì với tôi? Tống Kiều, tôi là tiểu thư cao quý của nhà họ Diệp. Cô chỉ là con của một người làm. Tôi khuyên cô đừng mơ tưởng đến những thứ không nên có được. Tôi chưa bao giờ mơ tưởng điều gì. Tôi chỉ muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để có được cơ hội học hành. Như vậy là sai sao? Nỗ lực của cô sao? Những thứ tôi đang có, dù cô có cố gắng mấy đời cũng không bao giờ có được. Cô nói không muốn, chẳng qua là muốn che đậy mà thôi. Ai tin chứ? Lần này xem như là cái giá cho sự tham lam của cô đi. Còn Diệp Tinh Lễ, bề ngoài anh ấy là anh trai tôi, thực chất chúng tôi không hề có quan hệ máu mủ. Không lâu nữa chúng tôi sẽ đính hôn. Tôi cảnh cáo cô, tránh xa anh ấy ra, giữa tôi và cậu chủ không có loại quan hệ bẩn thỉu như cô nghĩ đâu. Tôi nói gì thì cô nghe vậy, đừng có hiểu lời. Phu nhân, đã về rồi ạ. Cô định làm gì? Tất nhiên là hãm hại cô rồi. Tinh thần. Con tỉnh rồi à? Tinh thần, mẹ, con bị sao thế này? Đầu, con đau quá. Tiểu thư, cô bị thương ở đầu, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không được suy nghĩ nhiều, nếu không sẽ dễ để lại di chứng nghiêm trọng. Nghiêm trọng có thể dẫn đến mất ý thức, nghiêm trọng vậy sao? Tôi đi kê đơn thuốc đây, cảm ơn bác sĩ Vương. Mẹ, con còn luận văn, còn cuộc thi, con không muốn mất ý thức đâu mẹ. Sẽ không đâu, tinh thần, con yên tâm, không sao đâu, là cô ta. Là cô ta đẩy con xuống cầu thang. Cô thật độc ác, cô muốn hại đời tôi phải không? Không phải tôi, rõ ràng là cô nắm tay tôi đẩy tôi ra, sau đó tự mình lăn xuống. Cô đang nói nhăng gì vậy, sao tôi phải làm vậy? Tôi tự hại mình thì có lợi gì? Chắc chắn là cô oán hận tôi vạch trần chuyện cô đạo văn, cố ý trả thù. Cô dám làm hại tiểu thư sao? Tao đánh chết mày, đồ vô lương tâm, tao đánh chết mày, mẹ. Tại sao mẹ lúc nào cũng bênh vực tiểu thư, không chịu tin tưởng con, chẳng lẽ trong lòng mẹ, con là một kẻ xấu xa sao? Mày vốn dĩ là loại người như vậy, chuyện mày đẩy tiểu thư, chúng tôi đều nhìn thấy. Mày còn muốn cãi nữa hả? Tống Kiều, cháu thật sự khiến ta thất vọng quá rồi đấy. Phu nhân, nếu cháu thực sự muốn hãm hại đại tiểu thư thì cần gì phải làm trước mặt cô chứ?
Mẹ, nếu con mất đi ý thức thì mẹ có bỏ rơi con không? Làm sao có thể như vậy được chứ Tinh Tinh? Con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Mẹ, con tin tưởng vào nhân phẩm của Tống Kiều. Cô ấy sẽ không làm ra chuyện tổn thương người khác đâu. Hay là chúng ta xem camera giám sát đi. Anh à, rõ ràng em mới là em gái của anh mà. Sao anh lúc nào cũng bênh vực một người ngoài như vậy? Em là em gái của anh, nhưng đó không thể là lý do để anh bao che cho em. Nếu camera giám sát thực sự ghi lại cảnh Tống Kiều đẩy em ngã xuống, thì anh cũng sẽ không bênh vực cô ấy. Được. Vậy xem camera giám sát đi. Camera đâu? Mẹ, camera giám sát ở cầu thang bị người ta phá hỏng rồi, không ghi lại được gì cả. Sao lại thế được? Là cô, chắc chắn là cô đã phá hỏng nó. Tinh Tinh, sao em cứ khăng khăng đổ tội cho Tống Kiều vậy? Đủ rồi, Tinh Lễ dù sao thì Tinh Tinh cũng là em gái con, hơn nữa còn đang bị thương. Con nên quan tâm con nhiều hơn thay vì đứng đây trách móc con bé. Được rồi, hóa ra mọi người đều không tin tôi, chỉ có Tống Kiều này mới được tin tưởng. Hóa ra trong cái nhà này, tôi mới là người ngoài. Vậy tôi đi đây. Tinh Tinh, sao con có thể là người ngoài được chứ? Con là con gái của mẹ, sao có thể là người ngoài được? Mẹ, mẹ để cô ta đi thật sao? Tống Kiều, tôi đối với cháu đã là nhân từ hết mức rồi. Dù sao thì việc lần này cô làm Tinh Tinh bị thương là sự thật. Việc tôi không truy cứu trách nhiệm của cháu đã là sự bao dung lớn nhất rồi. Từ nay về sau, hãy rời khỏi nhà họ Diệp, không được phép quay lại nữa. Rời khỏi nhà họ Diệp, không được phép quay lại nữa. Vậy phu nhân, tôi cũng xin phép đi trước. Đi đi. Mẹ, mẹ còn nhớ chuyện con đã nói với mẹ về việc đính hôn lần trước không? Tinh Lễ, con cũng đang ở đây. Mẹ muốn hỏi con có đồng ý cưới Tinh Tinh không? Mẹ. Tinh Lễ, mẹ đã chứng kiến con lớn lên. Mẹ tin tưởng vào nhân phẩm và năng lực của con. Chuyện này mẹ không ép con. Mẹ chỉ muốn nghe suy nghĩ thật lòng của con thôi. Mẹ, con không đồng ý. Được. Anh, sao anh lại không đồng ý chứ? Có phải anh bị ả đàn bà chơ chẽn Tống Kiều đó lừa rồi không? Anh tỉnh táo lại đi, cô ta đã hại em, hại cả nhà chúng ta đến nông nỗi này rồi. Sao anh vẫn còn bị cô ta mê hoặc vậy hả? Tinh Tinh, con chú ý lời nói của mình một chút, đừng làm tổn thương anh trai con. Đúng là như vậy mà, nhà họ Diệp chúng ta nuôi nấng anh ấy lớn đến chừng này, tốn biết bao nhiêu tâm sức, tiền của. Vậy mà anh ấy lại đi bên vực người phụ nữ đó, thật là vô ơn bạc nghĩa. Sao anh ấy có thể đối xử như vậy với ân nghĩa dưỡng dục của nhà họ Diệp chúng ta chứ? Mẹ, nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép đi trước. Diệp Tinh Lễ, anh đứng lại đó cho tôi. Những gì Diệp Tinh Thần mình muốn thì không có gì là không đạt được, kể cả anh, Diệp Tinh Lễ. Mẹ, cút đi. Mẹ, tại sao mẹ lại phải giúp Diệp Tinh Thần làm chứng giả? Mẹ rõ ràng biết rõ là con không hề làm những chuyện đó, bởi vì trong người mày mang dòng máu ghê tởm của bố mày, sinh ra đã là một thứ không ra gì. Bố đã mất bao nhiêu năm rồi, cho dù mẹ có hận ông ấy đến đâu thì cũng không thể trút hết giận dữ lên người con như vậy chứ. Chuyện bài luận văn lần trước mẹ cũng làm chứng giả, hôm nay đại tiểu thư ngã cầu thang, mẹ lại đổ tội cho con, mẹ muốn con chết hay sao? Ai bảo số mày xui xẻo, lại gặp phải một người mẹ đáng chết như tao chứ, đáng đời mày. Mẹ, sao mẹ phải nói bản thân mình như vậy chứ, con không muốn cãi nhau với mẹ. Mẹ, tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Con là con gái của mẹ mà. Mày không phải con gái tao, tao không có đứa con gái nào như mày cả. Mày dám đẩy đại tiểu thư ngã cầu thang, tao nhất định phải thay đại tiểu thư trừng phạt mày. Mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ đã làm tổn thương con vô số lần, con đều chọn cách tha thứ cho mẹ, bởi vì con cảm thấy bố đã làm tổn thương mẹ quá nhiều, nên mẹ mới trút hết những đau khổ đó lên người con. Con muốn dùng càng nhiều yêu thương hơn nữa để báo đáp mẹ, chữa lành cho mẹ. Nhưng tại sao dù con có làm gì đi nữa thì mẹ cũng không thích con? Mày câm miệng lại cho tao, tao không cần mày yêu thương. Mày càng sống khổ sở thì tao càng vui vẻ, tao chỉ muốn mày chết quét đi cho rồi. Mẹ, có phải con thực sự không phải con gái ruột của mẹ? Không phải, tao đã nói là mày không phải rồi. Mày cút đi, cút khỏi đây ngay. Mẹ thực sự muốn con chết sao? Mẹ thực sự muốn con chết sao? Phải cút đi, cút ngay. Tại sao mẹ lại ghét con như vậy? Tại sao dù con có làm gì đi chăng nữa thì mẹ cũng không thích con? Con bé này, hồi nhỏ đã lén lút lấy trộm tiền của tôi đi mua đồ ăn vặt. Tôi thấy Tống Kiều rút cái này từ máy tính của đại tiểu thư rồi cắm vào máy tính của cô ta. Tại sao mẹ lại ghét bỏ con từ nhỏ đến lớn như vậy? Tại sao mẹ lại phải giúp người khác ức hiếp con? Con chỉ muốn được đi học. Vậy mà mỗi ngày phải nai lưng đi làm từ sáng đến tối để kiếm tiền học phí.
Tại sao thứ tôi muốn đều không có được? Tôi rõ ràng không hề tham lam một chút nào. Tôi rõ ràng đã nỗ lực rất nhiều rồi. Tại sao bà ấy vẫn không yêu tôi? Tại sao? Có lẽ tôi thật sự không nên đến thế giới này. Chưa từng có ai yêu tôi cũng không có nhà. Có lẽ chỉ khi tôi chết mới là sự giải thoát cho tôi và mẹ. Tỉnh rồi à, đừng cử động lung tung, vai cô bị bỏng rồi. Bác sĩ đã xử lý cho cô rồi, là anh. Anh cứu tôi, sao lại nhảy sông tự tử? Trên thế giới này chẳng ai quan tâm đến tôi cả. Tất cả mọi người đều không tin tôi, mẹ ruột của tôi còn muốn tôi chết đi. Cô không sai. Sao lại nghĩ như vậy? Anh hiểu gì chứ? Anh là cậu ấm cao cao tại thượng. Anh có cha mẹ yêu thương. Em gái. Trên dưới nhà họ Diệp đều kính trọng anh. Chúng ta không giống nhau. Chúng ta khác nhau chỗ nào chứ? Tôi chỉ là một đứa con nuôi. Những gì họ nói còn khó nghe hơn cô tưởng tượng gấp trăm lần nghìn lần. Từ nhỏ tôi đã biết nhìn sắc mặt người khác. Tôi cũng hiểu. Tôi chỉ là sống nương nhờ người khác, cho nên bản chất của cô và tôi khác nhau chỗ nào chứ? Tống Kiều à, chẳng lẽ cô muốn mang theo những lời sỉ nhục này mà chết sao? Cô nghĩ cô chết rồi, họ sẽ bắt đầu yêu cô sao? Cô nghĩ cô chết rồi, họ sẽ bắt đầu tin cô sao? Không, sẽ không đâu. Cái chết của cô sẽ không thay đổi được bất cứ ai, bất cứ điều gì. Đúng vậy. Mình chết rồi. Những kẻ ghét mình, vu oan cho mình chỉ biết vỗ tay khen hay. Tại sao mình phải làm vừa lòng những kẻ đó chứ? Tống Kiều à, nếu trên thế giới này không ai yêu cô, thì cô phải yêu bản thân mình thật tốt. Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định phải sống thật tốt. Chứng minh sự trong sạch của tôi. Để những kẻ ghét tôi thấy tôi sống rất tốt. Cảm ơn anh. Không phải ai cũng không tin cô. Tôi tin cô. Tại sao? Cái gọi là chứng cứ của họ không đủ để thuyết phục tôi. Mà những chứng cứ này lại trùng hợp một cách quá mức. Đôi mắt cô nói cho tôi biết. Cô không phải là người có tâm cơ sâu hiểm. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi tìm phu nhân lần nữa. Chứng minh sự trong sạch của tôi. Tuy camera quay cảnh tôi và Diệp tinh thần bị hỏng, nhưng camera bên cạnh vẫn còn tốt. Chắc chắn đã ghi lại được giọng nói của chúng tôi. Có lẽ nó có thể trả lại sự trong sạch cho tôi. Mẹ! Không có ở đây à? Vậy mình tự tìm tài liệu tham khảo vậy. Mình nhớ hình như đã thấy trong đống tài liệu này rồi. Đây là... Mẹ mình biết rồi. Bà ấy biết mình không phải con gái ruột của bà ấy rồi. Mình phải làm sao bây giờ? Không được hoảng. Diệp tinh thần. Bây giờ bà ấy chưa nói chuyện này. Chứng tỏ mình vẫn còn cơ hội. Đúng rồi. Cứ giả vờ như chưa từng thấy báo cáo này. Tinh thần, sao con đột nhiên tìm mẹ vậy? Mẹ! Tinh thần, con bằng lòng nhận mẹ là mẹ rồi sao? Mẹ! Diệp Lan Tâm, đã biết con không phải con gái ruột của bà ấy rồi. Phải làm sao bây giờ? Liệu con có bị đuổi ra ngoài không? Mẹ, mẹ giúp con với. Con không thể trắng tay được. Con cũng là con gái của bố mà. Con cũng có tư cách để ở lại nhà này. Dì Diệp đã biết chuyện rồi. Con nhìn thấy kết quả xét nghiệm A doanh nghiệp của dì ấy và con rồi. Mẹ, mẹ giúp con với. Mẹ đã từng nói sẽ cho con hạnh phúc mà. Mẹ, mẹ giúp con đi mà. Đừng sợ, đừng sợ. Tinh thần, con yên tâm đi. Mẹ nhất định sẽ giúp con. Chỉ là có một chuyện mà mẹ vẫn luôn giấu con. Mẹ và bố con vẫn luôn bỏ thuốc cho dì Diệp uống. Cái gì? Mẹ với bố vẫn luôn hạ độc mẹ sao? Mẹ với bố vẫn luôn hạ độc mẹ sao? Phải. Diệp Trấn Quốc ông ta vẫn luôn muốn giết Diệp Lan Tâm, hòng độc chiếm tài sản nhà họ Diệp. Bác sĩ Vương cũng là người của chúng ta. Chuyện này bao nhiêu năm qua vẫn không bị bại lộ, đều là nhờ có bác sĩ Vương. Tinh thần à, chỉ cần chúng ta tăng liều lượng thuốc lên cho Diệp Lan Tâm chết đi, thì sẽ không còn ai có thể vạch trần thân phận của con nữa. Lúc đó con sẽ có thể đường đường chính chính ngồi lên vị trí tiểu thư nhà họ Diệp. Nhưng mà mẹ, bao nhiêu năm qua, mẹ đối xử với con rất tốt. Con không thể hại mẹ. Mẹ gì chứ? Bà ta vốn không phải mẹ ruột của con. Nếu bà ta biết Tống Kiều mới là con gái ruột của bà ta, thì liệu bà ta có còn đối xử tốt với con không chút toan tính như thế này không? Con! Tinh thần à! Bà ta đối xử tốt với con hiện giờ chỉ là vì còn chút tình nghĩa ngày xưa thôi. Lỡ như một ngày nào đó con chọc giận bà ta, thì bà ta có thể đuổi con ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, thì con sẽ rơi vào thế bị động đấy. Còn nữa, nếu bà ta điều tra ra con là con riêng của Diệp Trấn Quốc, thì liệu bà ta có thể dung túng cho con nữa không? Con không biết. Nhưng mà, Tinh thần à, cẩn tắc vô ấy ná con. Trên thế giới này chỉ có mẹ là người thật lòng tốt với con.
chỉ có mẹ là không bao giờ hại con. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, mẹ và bố con đã bỏ thuốc cho bà ta nhiều như vậy rồi. Chết sớm hay chết muộn thì có khác gì nhau? Tinh thần, con nghe mẹ nói này. Nếu con muốn yên ổn ngồi trên vị trí tiểu thư nhà họ Diệp, thì tuyệt đối không được mềm lòng. Chỉ cần Diệp Lan Tâm chết đi, thì sẽ không ai có thể lung lay được thân phận tiểu thư nhà họ Diệp của con nữa. Đúng vậy. Mẹ nói đúng. Đúng vậy. Mẹ nói đúng. Mẹ, tinh thần đến rồi đấy hả? Mẹ, dạo này con thấy người mẹ không được khỏe, nên đã bảo dì Trương hầm bát canh bồi bổ cho mẹ. Mẹ uống lúc còn nóng đi ạ. Tinh thần của mẹ đúng là lớn thật rồi, đã biết quan tâm đến mẹ rồi. Được. Sao thế con? Không có gì ạ. Mẹ, con chỉ muốn nhắc mẹ cẩn thận nóng thôi ạ. Tinh thần, sao nhìn sắc mặt con kém thế? Có chuyện gì vậy? Hay là con có chuyện gì à? Con không sao, con chỉ là lo cho sức khỏe của mẹ thôi. Canh sắp nguội rồi, mẹ uống lúc còn nóng đi ạ. Được. Con gái của mẹ đúng là hiểu chuyện rồi. Mẹ rất an lòng. Cho dù sau này không thể ở bên con, mẹ tin là con cũng có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt. Mẹ nói gì vậy? Con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ. Tốt. Chẳng lẽ mẹ thật sự muốn bỏ mặc mình sao? Sức khỏe của mẹ ngày càng kém, e là không còn sống được bao lâu nữa. Khi mẹ không còn nữa, thì ai sẽ thay mẹ chăm sóc cho đứa con gái mà mẹ đã nâng niu bao năm qua đây? Không được, nhất định phải để Tinh Lễ đính hôn với con bé, như vậy mình mới yên lòng được. Mẹ, con còn phải nghiên cứu. Con về phòng trước đây. Được rồi, con nhớ chú ý, đừng làm việc quá sức nhé. Vâng. Mình sẽ không để bất cứ ai cướp đi thân phận tiểu thư nhà họ Diệp của mình. Kể cả mẹ. Mẹ. Phu nhân. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Phu nhân. Mẹ. Mau đưa phu nhân về phòng. Tôi phải châm cứu cho phu nhân. Tình hình phu nhân hiện giờ rất nguy kịch. Nhanh lên. Mẹ. Phu nhân. Tống Kiều. Sao lại là cô? Tôi bị sao thế này? Sao tôi không còn chút sức lực nào thế này? Chúng con phát hiện ra mẹ ngất xỉu trong thư phòng. Tình hình rất nguy cấp. Là Tống Kiều, cô ấy đã cấp cứu châm cứu cho mẹ, mới cứu tỉnh mẹ. Chúng con đã thông báo cho bác sĩ Vương đến kiểm tra cho mẹ rồi. Tống Kiều, cảm ơn cháu nhé. Lần này cháu đến đây là có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cháu đến đây là muốn chứng minh với phu nhân, cháu thực sự không hề đẩy tiểu thư. Tuy camera quay được hình ảnh của chúng cháu đã hỏng, nhưng camera bên cạnh vẫn còn hoạt động tốt. Cho dù không quay được video của chúng cháu, cũng nhất định có thể ghi lại được giọng nói của cháu và tiểu thư. Chỉ cần ngài nghe một chút là có thể rõ ràng mọi chuyện. Bây giờ tôi không muốn nghe cháu nói chuyện này. Cháu đi đi. Mẹ. Phu nhân. Lúc nãy khi cháu kiểm tra sức khỏe cho ngài, cháu phát hiện ra, bệnh tình của ngài dường như là do một loại chất độc hại nào đó gây ra trong thời gian dài. Vậy nên cháu khuyên ngài, nhất định phải cẩn thận với một số dụng cụ trong cuộc sống, hoặc một số loại thực phẩm. Loại chất này nếu hấp thụ trong thời gian dài, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi, tôi biết rồi. Đợi đã. Đợi đã. Tống Kiều. Tôi muốn cảm ơn cháu, hôm nay đã cứu tôi, ngài khách sáo rồi. Đây chỉ là việc nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cháu. Nếu hôm nay không có cháu, tôi thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sẵn sàng trả thù lao cho cháu, hoặc là giúp cháu nhập học. Chỉ cần sau này cháu không làm những chuyện vô đạo đức nữa, tôi có thể đảm bảo sau này cháu nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. Phu nhân, cháu đã nói rồi, cháu thật sự không đẩy tiểu thư. Cháu sao vậy? Vai bị thương sao? Bị thương nhẹ thôi. Không sao đâu. Một lát nữa là khỏi. Tôi lát nữa vẫn nên đưa cô đi bệnh viện kiểm tra trước đã. Vâng. Tống Kiều, trên vai cô có phải có một cái nốt ruồi đỏ? Vâng. Sao phu nhân lại biết? Vậy tôi có thể xem được không? Mẹ. Mẹ. Mẹ, con nghe nói mẹ bị ngất. Mẹ không sao chứ? Mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy thế nào rồi? Mẹ đỡ hơn nhiều rồi. Không sao là tốt rồi, lo chết mất.
Sao cô lại ở đây? Mẹ tôi không phải đã bảo cô cút khỏi nhà họ Diệp, vĩnh viễn không được quay lại nữa sao? Anh đến cùng với Tống Kiều sao? Nếu không phải vì anh với Tống Kiều, mẹ ngất xỉu trong thư phòng, sẽ không ai biết. Sức khỏe mẹ vốn dĩ đã không tốt, sao lại không có ai chăm sóc mẹ? Đều tại em không tốt, lúc em mang canh cho mẹ, em không hề phát hiện ra mẹ có gì khác thường, liền vội vàng quay lại làm nghiên cứu. Giá như con ở bên cạnh mẹ lâu hơn một chút, cũng sẽ không để mẹ ngất xỉu mà không ai biết. Tinh thần, chuyện này không trách con đừng tự trách mình. Phu nhân, vừa nãy cô có chuyện gì muốn hỏi cháu sao? Mình không thể hỏi chuyện cái bớt trước mặt Tinh Tinh được. Con bé vẫn chưa biết mình không phải con gái ruột của mình. Mình cũng không muốn làm con bé đau lòng. Chuyện cái bớt, để lúc khác hỏi sau vậy. Không có gì nữa, những lợi ích mà tôi vừa đề cập với cháu đều có hiệu lực. Khi nào có nhu cầu gì, cháu cứ đến tìm tôi. Mẹ, lợi ích gì vậy mẹ? Tống Kiều hết lần này đến lần khác hãm hại con. Sao mẹ còn đối xử tốt với cô ta vậy? Tinh Tinh à, Tống Kiều, cô ấy đã cứu mạng mẹ. Sao mẹ có thể đuổi cô ấy đi được chứ? Vâng ạ. Con nhỏ Tống Kiều này thật là bám dai như đỉa. Xem ra, mình phải nghĩ cách khác để xử lý cô ta mới được. Tống Kiều, tôi rất cảm kích vì cháu đã cứu tôi hôm nay. Tôi cho phép cháu được ở lại nhà họ Diệp. Thế nào? Phu nhân. Cháu, phu nhân. Bác sĩ Vương. Phu nhân, cậu chủ nói với tôi là bà lại ngất xỉu. Để tôi kiểm tra cho bà. Phu nhân, tôi xin phép đi trước. Còn về đề nghị của bà, cháu sẽ suy nghĩ thêm. Xin lỗi bà. Cho dù có quay trở lại, thì cũng là sau khi mình chứng minh được sự trong sạch của mình, chứ không phải quay lại một cách dựa vào ơn huệ của cô. Không phải mày đã bị đuổi đi rồi sao? Sao lại quay lại đây? Vẫn còn mặt mũi nào bám giết lấy nhà họ Diệp à? Con chỉ muốn tìm người liên quan để chứng minh sự trong sạch của mình. Mẹ, làm ơn đừng có vu oan giá họa cho con nữa được không? Mày thật là đáng ghét. Sao lại bám dai như đỉa thế hả? Chẳng lẽ phải khiến tao, khiến cả đại tiểu thư và phu nhân tức chết mày mới vừa lòng sao? Tao thật sự hối hận, sao lúc mày mới sinh ra tôi không bóp chết mày luôn cho rồi? Nếu mày chết đi, thì bây giờ tao đâu có rắc rối như thế này. Còn đứng đó làm gì, cút đi. Từ nay về sau, vĩnh viễn cấm bén mảng đến nhà họ Diệp, cút ngay. Buông con ra, con nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Cút. Cút đi. Cái gì đây? Cái gì đây? Đi nhanh đi. Tao không rảnh nói nhảm với mày. Tống Kiều. Phu nhân sao rồi? Bác sĩ Vương đã kiểm tra cho bà ấy. Ông ấy nói may mà cô cứu chữa kịp thời, mẹ mới giữ được mạng sống. May quá phu nhân không sao rồi. Tôi cứu bà ấy cũng không phải vì muốn báo đáp. Là một người học y, khi nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm, tôi nhất định phải ra tay cứu giúp. Còn về những gì phu nhân hứa hẹn, bây giờ tôi vẫn chưa điều tra ra chân tướng sự việc. Tôi không muốn mang tiếng xấu mà quay lại. Tôi hiểu mà. Nói đến chuyện này, dù là vụ trộm vòng cổ, hay là chuyện đạo văn, hay là chuyện Diệp Tinh Thần bị thương, cô không nhận ra sao? Mẹ cô luôn luôn đứng về phía Diệp Tinh Thần để chỉ tội cô. Hình như đúng là như vậy. Tôi nghi ngờ giữa họ chắc chắn là có bí mật gì đó, hoặc là mẹ cô đã bị mua chuộc. Tóm lại, họ chắc chắn đang hợp tác hãm hại cô. Tôi cũng không dám chắc, tôi và Diệp Tinh Thần sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Từ nhỏ đến lớn, mẹ chỉ tổ chức sinh nhật cho mỗi cô ta, đồ tốt gì cũng chỉ cho mỗi cô ta, không bao giờ cho tôi. Hai người sinh cùng ngày sao? Ừ. Anh cũng thấy trùng hợp sao? Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề trùng hợp, tôi bỗng nhiên nảy ra một số suy đoán, đợi tôi điều tra rõ ràng rồi sẽ nói cho cô biết. Được. À đúng rồi, anh nhớ chú ý một chút. Thức ăn phu nhân ăn vào, hoặc là xét nghiệm máu. Tôi đoán, triệu chứng bệnh của phu nhân rất giống với triệu chứng ngộ độc thallium. Bột phấn mà mẹ vừa làm rơi lúc nãy, không lẽ là bột thallium sao? Trên vai của cháu, có phải có một vết bớt màu đỏ không? Vết bớt màu đỏ. Vâng. Phu nhân, sao bà biết ạ? Sao lại trùng hợp thế này? Tại sao trên vai của Tống Kiều lại có vết bớt màu đỏ chứ? Năm đó ai cũng nói mình nhìn nhầm. Trên vai con gái mình không hề có vết bớt màu đỏ. Nhưng tại sao? Kết quả giám định A doanh nghiệp lại cho thấy Tinh Thần không phải con gái mình. Vậy có phải chăng có thể chứng minh, thực ra năm đó mình không hề nhìn nhầm. Trên vai con mình thật sự có một vết bớt màu đỏ. Alo, bác sĩ Vương. Alo, phu nhân. Ông hãy tìm đồ của Tống Kiều để lại trong phòng ở nhà họ Diệp. Làm giúp tôi một bài kiểm tra A doanh nghiệp với cô ấy. Phu nhân, bà đang nghi ngờ Tống Kiều là con gái của bà sao? Lúc trước khi tôi nhờ ông làm kiểm tra A doanh nghiệp với Tinh Thần, kết quả cho thấy chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Từ lúc đó tôi đã nghi ngờ Tống Kiều có khả năng là con gái của tôi. Vâng, tôi hiểu rồi. Phu nhân, tôi sẽ đưa ra kết quả càng sớm càng tốt. Ừ, tốt. Cảm ơn bác sĩ Vương. Không có gì. Alo.
Cái gì? Được rồi, vậy gặp mặt đi. Phu nhân, báo cáo kết quả giám định A doanh nghiệp của bà và Tống Kiều đã có rồi. Cô ấy không có quan hệ huyết thống với tôi. Ừ. Tôi còn tưởng. Vậy con gái tôi đâu? Con gái tôi ở đâu? Diệp Tổng, tôi còn một bản báo cáo giám định A doanh nghiệp nữa. Tôi nghi ngờ bản kiểm tra trước đây của bà có sai sót, nên tôi đã làm lại một bản cho bà và đại tiểu thư. Kết quả cho thấy cô ấy chính là con gái ruột của bà. Thật sao? Ừ. Thật sao? Tinh thần, con là con gái ruột của tôi sao? Thì ra là thật, là con gái của tôi còn tưởng. Thì ra tất cả đều là hiểu lầm sao? Tốt quá rồi. 1 triệu. Mua vị trí đại tiểu thư nhà họ Diệp của cô, không đắt chứ. Trong thẻ này có 1,2 triệu. Nhận tiền rồi làm cho xong việc. 1,2 triệu. Phu nhân, không còn việc gì nữa, tôi đi trước. Được, cảm ơn bác sĩ Vương. Tốt quá rồi, thì ra trước đây đều là hiểu lầm. Tinh thần chính là con gái ruột của mình. Nhưng mà cái vết bớt đó, mình còn nghĩ gì đến vết bớt nữa chứ. Bác sĩ cũng nói rồi, hôm mình sinh con đã bị ảo giác. Kết quả giám định A doanh nghiệp đã khẳng định rồi, quan hệ huyết thống của mình và tinh thần. Mình còn gì phải nghi ngờ nữa chứ. Mấy ngày nay cứ mải tìm con gái ruột mà lạnh nhạt với tinh thần. Mình phải bù đắp cho con bé mới được. Mẹ! Tinh thần, con đến rồi à? Mẹ, con muốn hỏi mẹ, rốt cuộc khi nào thì mẹ cho con và anh đính hôn ạ? À? Bây giờ anh ấy suốt ngày ở bên Tống Kiều đó. Nếu mẹ không giúp con đính hôn, anh ấy sẽ đến với người khác mất. Thật sao? Vâng, bệnh của mình ngày càng nặng, sức khỏe cũng ngày càng kém. Nếu mình đi rồi, có cậu ấy chăm sóc tinh thần, mình cũng yên tâm hơn. Con yên tâm, mẹ sẽ đi bàn bạc chuyện này với Tinh Lễ. Đảm bảo sẽ để hai đứa đính hôn càng sớm càng tốt. Tốt quá, mẹ ơi. Được làm con gái của mẹ thật sự là điều hạnh phúc nhất. Được làm mẹ của con, mẹ cũng rất hạnh phúc. Ha ha. Ừ, tinh thần của mẹ ngoan quá. Mẹ tìm con ạ. Tinh Lễ à, mẹ muốn bàn với con một chuyện, chuyện của con và tinh thần, đính hôn. Đúng vậy, đính hôn, nhưng trước đây mẹ đã nói là mẹ sẽ không ép con mà. Tinh Lễ, mẹ chỉ có mỗi tinh thần là con gái ruột. Mẹ muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con bé. Nhân phẩm và năng lực của con, mẹ không còn gì phải nghi ngờ. Chỉ có giao tinh thần cho con thì mẹ mới yên lòng. Nhưng mà mẹ, tinh thần không phải món đồ vật, tình cảm lại càng không phải. Không phải muốn đưa cho ai là đưa được. Con đối với cô ấy chỉ có tình cảm anh em, chứ không có tình cảm nam nữ. Kể cả như vậy, mẹ cũng muốn con ở bên cạnh con bé. Tinh Lễ, con luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Từ ngày nhặt được con, đưa con về nhà, mẹ luôn coi con như con ruột mà chăm sóc, coi như mẹ sinh con, được không? Bây giờ sức khỏe của mẹ ngày càng kém, tinh thần là nỗi bận tâm lớn nhất của mẹ. Lỡ như một ngày nào đó mẹ đột ngột ra đi, con bé biết phải làm sao? Nếu không lo liệu chu toàn cho phần đời còn lại của con bé, thì dù có chết, mẹ cũng không thể nhắm mắt. Mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ luôn chăm sóc tinh thần, coi con bé như em gái mà chăm sóc. Nhưng mà tinh thần thích con. Tinh Lễ, coi như mẹ sinh con, được không? Đừng từ chối con bé nữa, được không? Mẹ nợ con bé quá nhiều rồi. Mẹ, đủ rồi. Tinh Lễ, nếu con còn nhớ đến ơn dưỡng dục của mẹ, thì hãy đính hôn với tinh thần. Tinh Lễ, đừng trách mẹ. Mẹ cũng không muốn dùng ân tình, đạo lý để ràng buộc con. Nhưng vì tinh thần, mẹ buộc phải làm vậy. Alo, cậu chủ, chuyện cậu chủ nhờ tôi điều tra, tôi đã điều tra ra rồi. Năm đó, bà Trương Cẩn và phu nhân đã sinh con tại cùng một bệnh viện. Trùng hợp là, cả hai đều sinh con gái, và ngày sinh của hai đứa bé cũng là cùng một ngày. Năm đó, bà Trương Cẩn và phu nhân đã sinh con tại cùng một bệnh viện. Trùng hợp là, cả hai đều sinh con gái, và ngày sinh của hai đứa bé cũng là cùng một ngày. Ngoài ra, tôi còn điều tra ra bác sĩ đỡ đẻ cho phu nhân năm đó, là Lý Lâm, trưởng khoa sản của bệnh viện đó lúc bấy giờ. Gửi địa chỉ bệnh viện đó cho tôi. Vâng, cậu chủ. Xin chào. Vâng, cho hỏi, ở đây có bác sĩ khoa sản nào tên là Lý Lâm không? Anh tìm trưởng khoa Lý à? Ông ấy nghỉ hưu từ 2 năm trước rồi. Nghe nói cả gia đình ông ấy đã di cư ra nước ngoài rồi. Chúng tôi cũng không còn liên lạc gì với ông ấy nữa. Vậy những bác sĩ khác từng cộng tác với ông ấy,
hoặc những người khác trong khoa của ông ấy, chắc là vẫn còn chứ. Tôi có thể tìm họ ở đâu? Đi theo tôi dẫn anh đến khoa sản. Vâng. Thật sự là bột Talia. Nhưng mà nhìn những thứ này thì độ tinh khiết không cao lắm. Có rất nhiều tạp chất. Mẹ mình giấu nhiều bột Tali thế này để làm gì? Chẳng lẽ thật sự là bà ấy đã đầu độc phu nhân? Thế nào rồi, có manh mối gì không? Tôi tìm thấy cái này trong phòng mẹ tôi. Tôi đã kiểm tra kỹ rồi, đúng là bột Tali. Chỉ là độ tinh khiết không cao, lực sát thương đối với con người không mạnh lắm. Nếu đầu độc trong thời gian dài, độc tố tích tụ đến một mức độ nhất định, vẫn có thể khiến người ta mất mạng. Theo anh thấy thì bệnh tình của mẹ tôi, bệnh tình của phu nhân, đúng là phù hợp với triệu chứng ngộ độc Tali. Tôi nghi ngờ là mẹ tôi đã hạ độc. Tống Kiều, cô đã bao giờ nghi ngờ rằng cô không phải con gái ruột của dì Trương? Thật ra, từ nhỏ mẹ tôi đã đối xử với tôi không tốt, không những không cho tôi ăn cơm, còn không cho tôi đi học, lúc nào cũng sỉ nhục, đánh đập tôi. Trước đây tôi cứ nghĩ là vì bà ấy đã bị bố làm tổn thương quá nhiều, nên mới ghét bỏ tôi như vậy. Nhưng kết hợp với những chuyện gần đây, tôi thực sự cũng nghi ngờ bản thân mình không phải con ruột của bà ấy. Vậy bố cô có biết ông ấy là ai không? Mẹ tôi chưa bao giờ kể chuyện gì về bố tôi cả. Những gì tôi nghe được từ miệng bà ấy, toàn là sự oán hận dành cho bố. Sao anh lại hỏi vậy? Anh đã điều tra được gì sao? Thời gian trước tôi đã điều tra ra được. Cô và Diệp Tinh Thần sinh cùng ngày, cùng một bệnh viện. Mà hai ngày trước, tôi lại nghe thấy mẹ tôi đang gọi điện thoại cho bác sĩ Vương, nói muốn làm xét nghiệm A doanh nghiệp với cô. Ý anh là, phu nhân cho rằng, tôi và Diệp Tinh Thần bị trao đổi lúc mới sinh. Không chỉ mẹ tôi cũng nghĩ như vậy. Ban đầu tôi muốn đi tìm bác sĩ đã đỡ đẻ cho cô, xác nhận chuyện nốt ruồi, nhưng ông ấy đã xuất ngoại rồi, manh mối bị đứt đoạn. Tôi cho rằng đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ai đấy? Ông đến đây làm gì? Diệp tiểu thư, đừng sợ như vậy, chúng ta là bạn mà. Ai là bạn với ông? Tôi đang giữ một bí mật chung của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không phải bạn bè sao? Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Dạo này tôi hơi kẹt tiền. Diệp tiểu thư, bố thí cho tôi chút đi. Lần trước tôi đã cho ông 1 triệu rồi, sau đó lại cho thêm ông 200.000 nữa. Bây giờ tôi không có tiền. Không có tiền. Không có tiền, tôi sẽ nói sự thật về thân phận của cô cho phu nhân biết. Lúc đó tôi muốn xem vị trí tiểu thư nhà họ Diệp của cô còn ngồi vững được không. Không được đi. Chuyện này không được nói cho mẹ biết. Hoặc là đưa tiền, không có tiền thì tôi chỉ có thể nói với phu nhân. Ông dám sao? Các người muốn nói gì với tôi? Phu nhân, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Mẹ, chúng con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Nói đi, có chuyện gì vậy? Mẹ, con nghi ngờ Tống Kiều mới là con gái ruột của mẹ. Con nói gì? Anh đang nói nhăng gì vậy? Con mới là con gái của mẹ mà. Tinh Lễ, mẹ luôn nghĩ con là một đứa trẻ chín chắn. Sao con có thể nói ra những lời vô căn cứ như vậy? Mẹ, con đã điều tra ra được, mẹ và dì Trương sinh con cùng ngày, cùng một bệnh viện. Hơn nữa đều là con gái, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Con cảm thấy nhất định có vấn đề gì đó, nên con đã đến bệnh viện nơi mẹ sinh con để điều tra. Mặc dù bác sĩ đỡ đẻ đã xuất ngoại rồi, nhưng con vẫn liên lạc được với y tá đã đỡ đẻ cho mẹ năm đó. Cô ấy nói, năm đó cô ấy ở bên ngoài phòng trẻ sơ sinh, thực sự nhìn thấy có một người lén lút bế đứa bé đi. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh được gì. Hơn nữa, cách đây không lâu ta mới nhờ bác sĩ Vương làm xét nghiệm A doanh nghiệp cho con và Tống Kiều. Kết quả cho thấy chúng ta không có quan hệ huyết thống. Sao lại như vậy? Phu nhân, thực ra chuyện xét nghiệm A doanh nghiệp có người đã giở trò sau lưng. Trước đây tôi không dám nói với ngài, nhưng bây giờ tôi quyết định nói ra sự thật. Phu nhân, lần đầu ngài làm xét nghiệm A doanh nghiệp với tiểu thư, kết quả cho thấy ngài và cô ấy không có quan hệ huyết thống. Thực ra kết quả xét nghiệm này đã bị người ta can thiệp, mà người đó chính là Tống Kiều. Sao ông lại hãm hại tôi? Tôi căn bản chưa từng làm chuyện như vậy. Diệp Trần Quốc, chuyện của Tinh Thần, anh nhất định phải giải quyết cho ổn thỏa, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Phu nhân, thực ra, Tống Kiều một lòng muốn lợi dụng Trương Cẩn để bám víu vào ngài. Khi cô ta nghe lén được ngài muốn làm xét nghiệm A doanh nghiệp với tiểu thư, cô ta liền tìm đến tôi, hứa sẽ cho tôi một khoản tiền, bảo tôi làm giả kết quả xét nghiệm A doanh nghiệp. Lúc đó tôi đang nợ nần cờ bạc, rất cần tiền, nên đã bị mờ mắt, đồng ý làm liều. Khi biết bà muốn làm xét nghiệm A doanh nghiệp với cô ta lại chạy đến dọa nạt tôi, yêu cầu tôi trao đổi kết quả xét nghiệm của cô ta và Diệp Tinh Thần. Bằng cách đó, cô ta có thể đường đường chính chính làm đại tiểu thư nhà họ Diệp. Sao lại có chuyện như vậy được?
Tôi không muốn làm chuyện trái với lương tâm nữa, lần trước tôi đã rất hối hận rồi, không thể sai lầm thêm nữa. Nhưng bây giờ, để ngăn chặn cô ta giở trò, tôi buộc phải nói ra sự thật. Tống Kiều, tôi thật không ngờ, cô lại là kẻ mưu mô xảo quyệt đến vậy. Cô định hót mẹ tôi, quyến rũ anh trai tôi, còn đẩy tôi ngã cầu thang, khiến tay tôi bị thương. Không ngờ rằng, đến cả thân phận đại tiểu thư nhà họ Diệp của tôi, cô cũng muốn cướp lấy, cô thật là trơ trẽn. Bác sĩ Vương, ông dựa vào đâu mà nói là tôi đã động tay động chân vào kết quả xét nghiệm, ông có bằng chứng không? Chính tôi là bằng chứng. Chỉ dựa vào một câu nói của ông mà muốn định tội tôi sao? Vậy tôi cũng có thể nói là có người mua chuộc ông để vu oan cho tôi. Nếu như ông ấy không thể làm chứng, vậy thêm tôi nữa thì sao? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều vu khống cô sao? Phu nhân, chính tai tôi đã nghe thấy Tống Kiều gọi điện thoại cho bác sĩ Vương, nói về việc trao đổi kết quả xét nghiệm A doanh nghiệp, còn nói sau khi cô ta trở thành đại tiểu thư nhà họ Diệp, sẽ cho bác sĩ Vương rất nhiều tiền. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Mẹ, Tống Kiều thật độc ác. Cô ta vì muốn cướp vị trí của tôi mà dám làm chuyện như vậy, nếu không có bác sĩ Vương và dì Trương, tôi thật sự bất ức chết mất. Dì Trương, với hoàn cảnh gia đình cô, làm sao Tống Kiều có tiền mua chuộc bác sĩ Vương được? Hơn nữa, theo như tôi được biết, số tiền bác sĩ Vương nợ nần cờ bạc không phải là nhỏ, các người căn bản không có khả năng chi ra số tiền đó. Bác sĩ Vương, e rằng cũng sẽ không vì mấy chục nghìn tệ đó mà làm chuyện vi phạm pháp luật đâu nhỉ? Cậu chủ à, xin đừng đánh giá thấp lòng người. Đối với kẻ nghiện cờ bạc, chỉ cần có tiền nhét túi là tốt rồi. Bác sĩ Vương thực sự đã nhận tiền của Tống Kiều. Trước đây Tống Kiều liều mạng làm thêm, căn bản không phải vì tiền học phí, mà là để kiếm tiền mua chuộc bác sĩ Vương. Tôi phải thi đỗ đại học mới đi làm thêm. Vậy giấy báo nhập học đâu? Lấy ra xem nào. Giấy báo nhập học của tôi đều bị mẹ xé hết rồi, muốn tôi lấy gì ra chứ? Đủ rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Tống Kiều, trước đây tôi có hỏi cô là trên vai có cái bớt nào không? Bây giờ tôi muốn kiểm tra lại một chút. Sao lại bị bỏng thế này? Mẹ, chắc chắn là cô ta đã làm giả vết sẹo, giả vờ như mình có cái bớt, mục đích là để thay thế con. Trước đây cô ta luôn ghen tị với con, toàn nói những lời như muốn bà ấy làm mẹ mình. Hóa ra bấy lâu nay cô ta vẫn luôn nhỏ ngó đến thân phận của con. Phu nhân, cái bớt trên vai tôi là do mẹ tôi lỡ tay làm bỏng, tôi thực sự không lừa dối bà, tôi thực sự có cái bớt. Dì Trương, tại sao bà lại làm bỏng cái bớt của Tống Kiều? Có phải vì bà chột dạ, không muốn để cô ấy nhận mẹ tôi không? Cậu chủ, oan cho tôi quá. Tống Kiều, bây giờ mọi chuyện đã bại lộ rồi, mẹ cũng sẽ không bao che cho con nữa. Con hãy nói thật với phu nhân đi, bà muốn tôi nói gì? Cô không nói đúng không? Vậy để tôi nói. Phu nhân, từ sau khi biết hai đứa nó sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nó đã nhất quyết muốn bám lấy, muốn cướp vị trí đại tiểu thư. Nó biết bà luôn nghi ngờ con gái ruột của mình có cái bớt trên vai, nên đã bảo tôi làm bỏng cho nó một vết sẹo tương tự, hòng lừa gạt bà. Nhưng chuyện con tôi có cái bớt, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai. Tại sao Tống Kiều lại biết được? Tống Kiều, con bé vô tội. Tống Kiều, con bé vô tội. Trần Quốc, sao anh lại đến đây? Lan Tâm, Tống Kiều là một đứa trẻ ngoan, anh không muốn con bé bị oan ức. Trong chuyện này, Tống Kiều thực ra đã bị lợi dụng. Và người đứng sau thật sự muốn Tống Kiều giả mạo con nhà họ Diệp chúng ta là Trương Cẩn. Lão gia, chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Có phải ngài bị ai đó lừa gạt nên hiểu lầm tôi rồi không? Cô im miệng cho tôi, tí nữa tôi sẽ tính sổ với cô. Lan Tâm, có một số chuyện là tôi đã làm sai, anh xin lỗi em, là do lúc gọi điện thoại anh đã vô tình tiết lộ với người khác, lúc em sinh con, đã bị ảo giác, cho rằng con chúng ta có vết bớt, chuyện con gái bị ôm nhầm. Lúc anh gọi điện thoại, Trương Cẩn ở ngay bên cạnh, tất cả nội dung cuộc gọi, cô ta đều nghe thấy, cô có phải là muốn lợi dụng điểm này, muốn con gái cô giả mạo con nhà họ Diệp tôi, có đúng không? Tống Kiều là một cô gái rất đơn thuần, sao có thể có tâm tư như vậy? Nghĩ đến việc dùng vết bớt để giả mạo người nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Trần Quốc, ông không sợ chuyện ông đã làm? Trương Cẩn, cô im miệng cho tôi. Trương Cẩn, nếu cô không muốn con gái mình gặp chuyện, tốt nhất nên nói thật. Dù sao ở nhà họ Diệp, tôi là chủ gia đình, tôi có quyền xử lý bất kỳ ai. Thì ra là cô làm chuyện này. Đại tiểu thư, thực ra con gái tôi và Lan Tâm căn bản không có vết bớt trên vai. Bác sĩ đỡ đẻ năm đó có thể chứng minh, chỉ là Lan Tâm sau sinh yếu ớt, sinh ra ảo giác nhìn nhầm. Cô không ngờ tới chứ gì, tất cả tâm cơ của cô đều uổng phí rồi. Dì Trương, dì và con gái dì đúng là đồng bọn, vì muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Diệp chúng tôi, hai người thật độc ác. Tôi không biết phu nhân đã nhìn thấy vết bớt khi sinh con. Mẹ tôi cũng chưa từng nói, cô đang vu oan giá họa, cô giả vờ cái gì? Chẳng lẽ vì mẹ cô bị bại lộ nên muốn phủi sạch quan hệ sao? Đừng có mơ, Diệp Tinh Thần, tôi không biết tại sao cô lại nhắm vào tôi mọi lúc mọi nơi, dù là đạo văn hay cô ngã cầu thang. Trong lòng cô nên biết rõ những chuyện này đều không liên quan đến tôi. Bây giờ cô chắc chắn như vậy mà buộc tội, chỉ có thể nói lên một điều, cô chính là người tham gia hãm hại tôi. Tống Kiều, cô bây giờ muốn cắn ngược lại sao? Được rồi, dì Trương, dì nói cho mọi người biết có phải hai mẹ con dì cấu kết với nhau không? Làm những chuyện này vì muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Diệp. Nói đi. Phải.
Những chuyện này đều là tôi và Tống Kiều cùng nhau làm. Khi tôi biết chuyện vết bớt, tôi đã nảy ra ý định để Tống Kiều cũng làm một vết sẹo trên vai, chuẩn bị tìm cơ hội để phu nhân nhìn thấy. Sau đó lại xúi giục cô ta giả vờ chăm chỉ để lấy lòng phu nhân. Tôi còn giúp cô ta lấy trộm luận văn của đại tiểu thư, để phu nhân nghi ngờ đại tiểu thư đạo văn, gây ra mâu thuẫn giữa phu nhân và đại tiểu thư. Đừng buông tôi ra. Phu nhân, tôi thấy cô chính là một tên trộm, không chỉ trộm vòng cổ mà còn trộm luận văn. Để xóa tan nghi ngờ của mọi người đối với tôi, để tôi có thể ẩn náu trong nhà họ Diệp. Mỗi lần sự việc bại lộ, tôi sẽ ra mặt chỉ điểm Tống Kiều. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của tôi và cô ta. Như vậy, dù có một người bị đuổi đi, người còn lại vẫn có thể tiếp tục hoàn thành kế hoạch của chúng tôi. Cô đang vu khống tôi. Tôi căn bản chưa từng làm những chuyện này. Đủ rồi. Tôi luôn đối xử chân thành với hai mẹ con cô. Sao các cô có thể đối xử với tôi như vậy? Hai người làm tôi quá thất vọng. Các người. Các người. Cho tôi. Phu nhân. Mẹ. Mẹ. Tống Kiều và Trương Cẩn. Mẹ, mẹ đừng lo, con đã đuổi họ đi rồi. Sau này hai người này sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhà họ Diệp chúng ta nữa. Phu nhân, người không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Uống thuốc theo đơn tôi kê, tăng liều lượng lên. Nếu không thì cơn đau đầu sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhưng tôi vẫn luôn uống thuốc theo đơn của ông mà. Sao không thấy hiệu quả rõ rệt gì cả? Bác sĩ Vương, rốt cuộc mẹ tôi bị bệnh gì vậy? Sao gần đây bà ấy lại hay ngất xỉu như vậy? Phu nhân, đó là do gần đây bà suy nghĩ nhiều quá, khiến bệnh tình thêm nặng hơn. Vui vẻ lên thì mới tốt cho sức khỏe của bà. Cậu chủ, phu nhân cả ngày lo lắng cho mấy đứa con cháu các người. Dù có ăn tiên đan cũng không thể đảm bảo không tái phát. Nếu cậu thật sự lo lắng cho phu nhân thì đừng chọc bà ấy giận nữa. Theo cô thấy thì bệnh tình của mẹ tôi, bệnh tình của phu nhân, đúng là phù hợp với triệu chứng ngộ độc Tali. Tôi nghi ngờ là mẹ tôi đã hạ độc. Hiện tại mình chưa có đủ bằng chứng, không thể manh động được. Xem ra phải nghĩ cách khác thôi. Đúng vậy. Tất cả là tại hai đứa sao chổi đó, chọc mẹ giận, khiến sức khỏe mẹ ngày càng kém. Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi, đừng nhắc lại nữa. Mẹ chỉ muốn dưỡng bệnh cho khỏe, để con và Tinh Lễ sớm đính hôn. Thật sao mẹ, tốt quá rồi. Phu nhân, vậy tôi đi lấy thuốc cho bà. Bác sĩ Vương. Cậu chủ có chuyện gì sao? Bác sĩ Vương, thuốc ông kê cho mẹ tôi, không phải là vô dụng đấy chứ? Ý cậu chủ là sao? Tôi đã điều tra ông rồi, nghe nói trước đây khi còn làm ở bệnh viện công, ông rất nghiện cờ bạc. Sau khi bị sa thải thì đến bệnh viện tư nhân làm việc, sau đó lại vì chuyện cờ bạc ảnh hưởng đến công việc, bị buộc phải thôi việc. Rồi sau đó nữa, ông trở thành bác sĩ gia đình cho nhà chúng tôi, nhưng mà tật xấu cờ bạc của ông vẫn không hề thay đổi. Tôi đang nghĩ, mỗi lần ông kê cho mẹ tôi nhiều thuốc như vậy, có phải là vì muốn ăn hoa hồng, cố tình không cho bà ấy dùng thuốc tốt nhất, mới khiến sức khỏe bà ấy ngày càng kém. Cậu điều tra tôi. Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Bác sĩ Vương, nếu ông muốn tôi tin tưởng ông, hãy đưa bằng chứng ra đây, nếu không tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết. Đời tư của tôi không liên quan gì đến đạo đức nghề nghiệp của tôi, huống hồ tôi sẽ không bao giờ làm chuyện ăn hoa hồng như vậy, cậu đừng có ở đây mà ngậm máu phun người. Được rồi, tôi tạm thời không nói nữa, nhưng nếu tôi có được bằng chứng, tôi sẽ khiến ông thân bại danh liệt. Alo, bác sĩ Vương à, bây giờ đến lượt chúng ta nói chuyện rồi đấy. Được thôi, gặp nhau ở chỗ cũ. Ha 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 ha, không ngờ Diệp Tổng lại chủ động liên lạc với tôi. Đưa đây. Đưa gì cơ? Tất nhiên là sách rồi. 3 triệu, thiếu một xu cũng không được. Tôi chưa từng đồng ý đưa ông nhiều tiền như vậy, tôi đã điều tra rồi. Ông chỉ nợ khoảng hơn 1 triệu tiền cờ bạc thôi. Lúc này đã khác lúc trước rồi. Ông muốn nuốt lời sao? Vậy thì đừng trách tôi tiết lộ thân phận của con gái rượu của ông đấy. Thì tiết lộ đi. Thật ra thì chuyện này đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Cho dù là Tinh Thần hay Tống Kiều, ai ngồi lên vị trí tiểu thư nhà họ Diệp, đối với tôi đều như nhau cả. Tôi giúp Tinh Thần hôm nay chỉ là vì muốn giúp ông, tránh cho ông nhất thời hồ đồ nói ra những lời không thể cứu vãn. Ông còn nói được những lời ma quỷ đó sao? Tôi thấy là ông sợ rồi đấy. Tôi sợ. Chuyện tôi và Trương Cẩn liên thủ hạ độc Diệp Lan Tâm, ông vẫn luôn biết rõ mười mươi, và còn giúp tôi che giấu nữa. Ông nói xem,
Nếu Diệp Lan Tâm biết được những chuyện này, thì kết cục của một số người sẽ như thế nào đây? Hơn nữa, những năm qua tôi cho ông không ít chỗ tốt, phải không? Ai bảo ông nghiện cờ bạc như vậy? Cái hố này của ông quá lớn, tôi không giúp nổi ông đâu. Diệp Tổng, ông đang đe dọa tôi sao? Đừng quên, tất cả những chuyện này đều là do ông giật dây. Vậy nên hôm nay tôi đến đây là muốn bàn một chuyện đôi bên cùng có lợi. Đưa ông 2 triệu, ông lập tức rời khỏi nhà họ Diệp, càng xa càng tốt, bớt nói nhảm. 3 triệu, anh mà dám bớt một xu, tôi sẽ lập tức gọi điện cho Diệp Lan Tâm, vạch trần tất cả. Cô dám sao? Anh cứ thử xem tôi có dám không. Alo. Yên tâm đi đại ca, em sẽ sớm trả cả vốn lẫn lãi cho anh. Yên tâm đi đại ca, em sẽ sớm trả cả vốn lẫn lãi cho anh. Alo. Alo, Tinh Thần à, là con. Bố, sao con lại dùng điện thoại của bác sĩ Vương gọi cho bố? Bố mày không muốn đưa tiền cho tao, còn nói căn bản không quan tâm chuyện thân phận của mày bị bại lộ. Mày nói xem tao phải làm sao đây? Bố, bố không thể như vậy. Con vất vả lắm mới giành được sự tin tưởng của mẹ. Đuổi hai con quỷ đáng ghét Tống Kiều và Trương Cần đi rồi. Bố không thể để con uổng công như vậy. Tinh Thần, không phải bố không muốn giúp con, chỉ là hắn vừa mở miệng đã đòi 3 triệu. Nếu bố chuyển số tiền này đi, mẹ con sẽ nghi ngờ. Con không quan tâm, bố nhất định phải giải quyết chuyện này cho ổn thỏa. Nếu không con sẽ nói chuyện bố đầu độc mẹ cho mẹ biết. Nói cho mẹ biết. Sao mày biết chuyện này? Ai nói cho mày biết? Chuyện đó mày không cần quản. Tóm lại, bây giờ tao nắm được thóc của mày rồi, mày cũng nắm được thóc của tao. Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây. Được, tao đồng ý với mày. 3 triệu thì 3 triệu, nhưng mày cũng phải đồng ý với tao một chuyện. Dù sao mày cũng đang nợ nần, cứ cầm số tiền này ra nước ngoài, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng quay lại nữa, được không? Được. Đợi đã, tối nay tao sẽ bảo thư ký mang tiền đến cho mày. Tối nay mày phải đi. Alo, tìm một người đáng tin cậy, trước tối nay, xử lý tên Vương Y Sinh này cho tôi. Ai đấy? Tôi là thư ký của Diệp Tổng, đến đưa cho ngài chi phiếu và vé máy bay. Đúng giờ thật đấy. Mẹ, mẹ đến rồi ạ, à. Ngồi đi. Tình Lễ à, những lời mẹ sắp nói, con có thể sẽ không muốn nghe. Mẹ, mẹ muốn nói chuyện đính hôn đúng không? Tình Lễ à, thực ra mẹ rất không muốn ép buộc con. Nhưng con nhìn xem, sức khỏe của mẹ bây giờ ngày càng yếu đi. E rằng mẹ không trụ được bao lâu nữa. Tinh Thần là người duy nhất mẹ không yên tâm. Mẹ chỉ muốn giao con bé cho con luôn rất ngoan ngoãn. Chuyện này con không thể đồng ý với mẹ sao? Mẹ, mẹ yên tâm, cho dù mẹ có xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ chăm sóc Tinh Thần thật tốt, coi cô ấy như em gái ruột mà chăm sóc. Giữa con và cô ấy không có tình cảm nam nữ. Mẹ biết mà. Tinh Lễ, con lúc nào cũng nói những lời này. Mẹ không muốn nghe con nói, mẹ chỉ muốn con đính hôn với Tinh Thần. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Mẹ biết mà. Diệp Tinh Lễ, con. Mẹ. Mẹ. Alo, 120 ạ, ở đây có người bị ngất. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đừng đến nhà họ Diệp tìm tôi nữa, sao bà còn đến? Tinh Thần, mẹ lâu lắm rồi không gặp con, mẹ nhớ con lắm. Tinh Thần, đừng kéo kéo như vậy, lỡ bị người ta nhìn thấy thì sao? Tinh Thần, dạo này con có khỏe không? Diệp Lan Tâm, bà ấy có làm khó con không? Tôi là tiểu thư nhà họ Diệp, ai dám làm khó tôi, chỉ cần bà không đến, tôi sẽ sống rất tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tinh Thần, con có thể gọi tao là mẹ một lần nữa được không? Tao đã lâu lắm rồi, bà điên rồi sao? Nhà họ Diệp người đông như vậy, lỡ bị người ta nghe thấy thì sao? Xuyệt, im lặng. Alo, mẹ bị đưa vào bệnh viện rồi. Cái gì? Mẹ đã được đưa đến bệnh viện rồi. Vậy chuyện chúng ta hạ độc chẳng phải sẽ bị bại lộ sao? Chuyện này phải làm sao bây giờ? Tôi vừa mới an vị ở cái ghế đại tiểu thư nhà họ Diệp. Tôi không thể mất tất cả những thứ này được. Mẹ, mẹ phải giúp con.
Vất vả lắm con mới khiến Diệp Lan Tâm hoàn toàn tin tưởng con là con gái ruột của bà ta. Con không thể thất bại trong gang tấc như vậy được. Đừng lo lắng, Tinh Tinh, con yên tâm. Cho dù họ có điều tra thì cũng chỉ tra ra được tôi thôi. Con sẽ không sao đâu. Điều tra ra bà. Nếu họ điều tra ra Trương Cẩn, vậy chẳng phải thân phận thực sự của mình cũng sẽ bị phơi bày sao? Không được. Mình tuyệt đối không thể để chuyện này bị bại lộ. Tuyệt đối không thể để liên lụy đến bản thân mình. Bác sĩ, tình hình của mẹ tôi thế nào rồi? Từ kết quả kiểm tra, phu nhân có triệu chứng ngộ độc thallium. Chúng tôi đã tiến hành can thiệp y tế cho bà ấy. Tuy nhiên, bà ấy bị ngộ độc khá nặng, muốn chữa khỏi hoàn toàn rất khó khăn. Cảm ơn bác sĩ, không có gì. Bệnh tình của phu nhân đúng là phù hợp với triệu chứng ngộ độc thallium. Tôi nghi ngờ là mẹ tôi đã hạ độc. Alo, Tống Kiều, cô đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà. Mẹ cô đâu? Bà ấy ra ngoài rồi. Được rồi, nghe này, mẹ tôi vừa ngất xỉu, tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện. Bác sĩ nói bà ấy bị ngộ độc thallium. Cái gì? Bây giờ cô hãy đến phòng mẹ cô, tìm số bột thallium còn lại, sau đó quay video lại làm bằng chứng. Tôi nghi ngờ mẹ cô có thể đã biết chuyện này rồi, chắc là đang bỏ trốn. Được. Vậy còn anh? Muốn tôi tin thì anh phải đưa ra bằng chứng. Nếu không tôi sẽ nói với mẹ. Đời tư của tôi không liên quan gì đến phẩm chất nghề nghiệp của tôi cả. Tôi càng không bao giờ làm chuyện nhận hối lộ như vậy. Cậu đừng có ở đây mà ngậm máu phun người. Tôi phải đi tìm một người để lấy lại một thứ. Có lẽ thứ này có thể làm bằng chứng, giúp chúng ta điều tra rõ ràng chân tướng sự việc. Tinh Tinh, con đưa mẹ đến đây làm gì vậy? Mẹ, ở đây là an toàn nhất, nên con muốn nói với mẹ một số lời thật lòng. Mẹ à, con vẫn luôn không hiểu tại sao mẹ lại đối xử tốt với con như vậy, nhưng con chưa bao giờ suy nghĩ kỹ về điều đó. Có lẽ là vì con chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu thương, nên cảm thấy việc các người hầu hạ, đối xử tốt với con là lẽ đương nhiên. Sau này con mới suy nghĩ kỹ lại, không phải như vậy. Khi biết mình là con gái ruột của mẹ, con mới thực sự hiểu rõ tất cả những điều đó đều xuất phát từ tình mẫu tử của mẹ dành cho con. Tinh Tinh, con có thể nghĩ như vậy, mẹ rất vui. Mẹ à, mẹ đã đánh cháo cuộc đời con và Tống Kiều, để con được sống một cuộc sống giàu sang phú quý. Con thực sự rất biết ơn mẹ. Nhưng mà mẹ, 20 năm mẹ dày công vun vén, mẹ có nỡ lòng nào để con đánh mất như vậy sao? Tinh Tinh, mẹ hiểu con. Không, mẹ không hiểu. Tinh Tinh, đừng chạm vào tôi. Tại sao cô lại xuất hiện? Nếu cô không xuất hiện, tôi căn bản không cần phải bị nghi ngờ, cũng chẳng cần phải làm cái xét nghiệm A doanh nghiệp chết tiệt đó. Diệp Lan Tâm chính là mẹ tôi. Tôi chính là đại tiểu thư duy nhất của nhà họ Diệp. Tất cả vinh hoa phú quý đều chỉ thuộc về một mình tôi. Tại sao cô lại xuất hiện? Còn cả con nhỏ Tống Kiều đó nữa, nó đã cướp mẹ tôi, cướp cả anh trai tôi. Còn cô đã phá hỏng cuộc sống của tôi. Tinh Tinh, các người đều đáng lẽ phải biến mất, phải chết đi. Tinh Tinh. Tinh Tinh. Những gì con nói, mẹ đều hiểu. Từ ngày đầu tiên con chào đời, mẹ đã thề nhất định sẽ mang tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này đều dành cho con. Là mẹ đã không làm được, mới khiến Tinh Tinh của mẹ phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Con yên tâm, mẹ sẵn sàng chết vì cuộc sống tương lai của con. Dù con không nhận mẹ là mẹ, không nói những lời sướt mướt đó, mẹ cũng bằng lòng. Mẹ, mẹ thật sự bằng lòng sao? Con sẽ không bao giờ biết được, là mẹ của con yêu con nhiều đến nhường nào. Nếu cái chết của mẹ có thể mang lại hạnh phúc cho con, mẹ sẵn sàng chết vì con. Thực ra, từ lúc con đưa mẹ đến đây, mẹ đã biết kết cục của mình ngày hôm nay. Tinh thần, trước khi chết mẹ muốn dặn dò con một chuyện. Trong phòng của người hầu nhà họ Diệp có một ngăn kéo có khóa. Bên trong là bằng chứng giả mà mẹ đã làm cho con. Bằng chứng này đủ để giúp con thoát khỏi nghi ngờ khi phu nhân nghi ngờ con. Con nhất định phải lấy được nó. Biết chưa? Vâng. Tinh thần của mẹ đã lớn thế này rồi. Xinh đẹp quá. Tinh thần, để mẹ ôm con một lần nữa nhé. Lần cuối cùng.
Vĩnh biệt con. Mẹ. Mẹ. Tống Kiều. Sao lại là cô? Kinh thần đâu? Tôi đã gọi điện cho cô ấy rồi nhưng cô ấy vẫn chưa đến. Giúp tôi ngồi dậy. Mẹ, có một chuyện. Con muốn nói với mẹ, nhưng mẹ không được kích động. Bác sĩ nói cơ thể mẹ bây giờ không được tức giận. Nói đi, chuyện gì? Bệnh của mẹ. Không phải như bác sĩ Vương nói. Bệnh thông thường. Là do ngộ độc thallium. Ngộ độc. Chính là bột thallium này đã bị trộn vào thức ăn hàng ngày của phu nhân. Cho nên phu nhân mới có triệu chứng ngộ độc thallium. Vậy bột thallium này từ đâu ra? Tìm thấy trong phòng ngủ của mẹ tôi. Là Trương Cẩn. Bà ta hạ độc hại tôi. Con đã báo cảnh sát rồi. Hôm qua con bảo Tống Kiều đi tìm Trương Cẩn. Nhưng không liên lạc được với bà ta. Con nghi ngờ là Trương Cẩn đã biết chuyện bột thallium bị bại lộ, nên đã bỏ trốn. Alo. Cái gì? Mẹ tôi, bà ấy tự tử rồi. Mẹ tôi, bà ấy tự tử rồi. Thi thể mẹ tôi được tìm thấy trong một nhà kho bỏ hoang. Bên cạnh còn để lại một bức thư tuyệt mệnh, phán đoán sơ bộ là vì chuyện hạ độc bị bại lộ nên sợ tội tự sát. Rõ ràng bà ta đối xử với tôi không tốt. Nhưng nghe tin bà ta tự tử tôi vẫn rất buồn. Đó là lẽ thường tình, nhưng mà nói ra cũng lạ. Chuyện mẹ tôi bị bệnh, tôi chỉ nói với cô và tinh thần, còn chuyện bột thallium cũng chỉ có cô biết. Vậy Trương Cẩn biết bằng cách nào, thế mà còn viết thư tuyệt mệnh nữa chứ? Cố tình nhấn mạnh chuyện bột thallium bị bại lộ. Chẳng lẽ là cô muốn nói tinh thần? Mẹ, con biết. Mẹ căn bản không muốn tin là tinh thần, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể là con bé, nếu thật sự như các con nói. Không nói chuyện tôi bị ngộ độc thallium cho bất kỳ ai. Nếu nói cái chết của Trương Cẩn có liên quan đến tinh thần rất có thể biết tôi luôn bị hạ độc và còn tham gia vào đó, mới liều lĩnh trừ khử Trương Cẩn. Phu nhân, mẹ, bây giờ chúng ta ở đây suy đoán lung tung cũng vô ích, chi bằng chúng ta hỏi tinh thần xem sao. Mẹ, con biết Trương Cẩn chết như thế nào? Con biết Trương Cẩn chết như thế nào? Tinh thần, mẹ, con có một bản ghi âm mà dì Trương đã ghi lại trước khi chết, mẹ nghe thử xem. Tống Kiều, cô yên tâm. Để con giả mạo đại tiểu thư nhà họ Diệp sau này được yên ổn. Mẹ đã luôn bỏ bột thallium vào thức ăn của Diệp Lan Tâm. Đợi đến khi con giả mạo thành công rồi, Diệp Lan Tâm cũng chết rồi. Lúc đó mẹ con chúng ta sẽ có thể yên tâm hưởng thụ tất cả tài sản của phu nhân. Tinh thần, đoạn ghi âm này con lấy từ đâu vậy? Là do cô ấy đưa cho con. Tôi với dì Trương ở chung phòng. Có lần tôi nghe thấy dì Trương gọi điện thoại cho Tống Kiều. Nội dung cuộc nói chuyện rất đáng ngờ, nên tôi đã ghi âm lại. Bây giờ phu nhân bị bệnh, dì Trương cũng đã chết rồi, tôi rất sợ hãi nên đã đưa cho tiểu thư. Bằng chứng đó đủ để gỡ bỏ mọi nghi ngờ của phu nhân đối với con. Nhất định phải lấy được nó. Tống Kiều, mẹ cô đã đầu độc mẹ tôi. Mẹ cô ta đã tự sát vì tội lỗi của mình rồi. Tâm trạng cô bây giờ tốt thật đấy. Tôi không quan tâm các người có tin hay không. Tôi chưa từng nhận được cuộc gọi nào như vậy. Thậm chí tôi còn mong mình đã nhận được. Như vậy tôi đã có thể nói cho phu nhân biết chuyện ngộ độc Tali sớm hơn. Phu nhân cũng sẽ không ốm nặng như vậy. Người chết rồi, giờ cô muốn nói gì mà chẳng được. Mẹ, Tống Kiều, bọn họ thật quá độc ác. Mẹ, Tống Kiều, bọn họ thật quá độc ác, ta thật không ngờ. Một người, là người giúp việc mà tôi coi như người nhà, hết lòng tin tưởng, lại bỏ bột Tali và đồ ăn, muốn lấy mạng tôi. Một người, là đứa trẻ mà tôi rất yêu quý, cảm thấy rất giống tôi. Hóa ra lại vì muốn chiếm đoạt lợi ích mà tiếp cận tôi một cách có chủ đích như vậy. Tôi thật sự đã nhìn lầm người, tin lầm người. Phu nhân, đoạn ghi âm này có vấn đề, thật sự không phải con, hơn nữa mẹ con, câm miệng. Đến lúc này rồi mà cô còn chối cãi sao? Mẹ cô ta vì muốn bảo vệ cô, đã chọn cách tự sát. Vậy mà cô lại muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà ấy trước mặt tôi sao? Tống Kiều, cho dù Trương Cẩn có xấu xa đến đâu, thì bà ấy cũng là một người mẹ muốn bảo vệ cô bằng cả trái tim. Cô thật sự không xứng làm con, thậm chí không xứng làm người, thật sự không phải tôi. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Tinh Lễ, tiễn cô ta ra ngoài. Cứ coi như là cảm ơn cô ta đã cứu mạng tôi, mẹ. Mẹ, con thấy cái con Tống Kiều đó không có ý tốt gì đâu. Lỡ như cô ta lại gần gũi anh hai thì sao? Mẹ mau thu xếp chuyện đính hôn của con với anh hai đi. Dì Trương, người yêu thương con nhất, đã chết rồi. Con không thấy buồn sao? Con chỉ nghĩ đến chuyện đính hôn thôi sao? Nhưng bà ta là người xấu mà. Nhưng bà ấy chưa từng đối xử tệ bạc với con. Tinh thần à, trước đây, lúc con ốm, mẹ không có thời gian chăm sóc con. Là dì ấy ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc con. Con không nhớ gì sao? Bà ta là người làm, chăm sóc con là chuyện đương nhiên, đâu phải là không trả tiền cho bà ta. Mẹ, con thấy tuần sau đính hôn luôn đi. Tinh thần à,
Con như vậy khiến mẹ cảm thấy thật xa lạ. Em ổn chứ? Mẹ tôi tuy luôn đối xử tệ với tôi, nhưng nuôi tôi lớn đến trường này cũng không dễ dàng gì. Tôi biết bà ấy không thích tôi, nhưng tôi vẫn muốn báo hiếu cho bà ấy. Tiếc là sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là điều tra ra nguyên nhân cái chết thật sự của bà ấy và trả lại sự trong sạch cho em. Tôi thật sự không ngờ, trước khi chết, bà ấy còn muốn hãm hại tôi một lần nữa. Bây giờ, cho dù tôi có thanh minh thế nào, thì làm sao đấu lại lời nói của một người chết đây? Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, nhất định sẽ tìm ra manh mối. Tôi biết, nhưng mà cái chết của mẹ tôi, không ai có thể chứng minh được rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa, bác sĩ Vương, kẻ đã vu khống tôi làm giả kết quả xét nghiệm A doanh nghiệp, cũng đã mất tích. Bây giờ, tất cả những người biết chuyện đều đã biến mất. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Chưa chắc đâu. Bây giờ tôi đang thiếu một bằng chứng rất quan trọng. Tống Kiều, em có đồng ý giúp tôi không? Mẹ! Tinh Lễ, sao con lại đến đây? Mẹ! Thời gian qua con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con đồng ý đính hôn với Tinh Thần. Con đồng ý đính hôn với Tinh Thần. Mẹ hãy an tâm dưỡng bệnh, đừng lo lắng chuyện của chúng con nữa. Thật sao? Con ngoan, nghe con nói vậy, tảng đá trong lòng mẹ cuối cùng cũng được buông xuống. Cảm ơn con, Tinh Lễ. Ngài là người con quan tâm nhất trên đời này. Con chỉ mong ngài được hạnh phúc. Anh, em nghe mẹ nói, anh đã đồng ý đính hôn rồi. Tốt quá, cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi. Con gái của người giúp việc kia căn bản không xứng với anh. Chỉ có em mới xứng đôi với anh. Sao cô không gõ cửa mà tự tiện vào vậy? Tôi vào nhà mình, cần gì phải gõ cửa? Trong nhà này có chỗ nào tôi không được vào sao? Tôi không thích có người đột ngột xông vào. Như vậy rất bất lịch sự. Lần sau trước khi vào, cô vẫn nên gõ cửa trước. Tôi thấy anh không phải là không muốn có người vào, mà là không muốn nhìn thấy tôi. Diệp Tinh Lễ, anh có ý gì? Rõ ràng là anh đồng ý đính hôn trước, bây giờ lại bày ra bộ mặt này với tôi. Tôi là tiểu thư nhà họ Diệp. Anh chỉ là con nuôi. Có thể cưới được tôi là phúc phận của anh còn gì không hài lòng nữa. Tôi đã bàn bạc với mẹ rồi. Hai ngày nữa là lễ đính hôn của chúng ta. Nhớ đến đúng giờ đấy. Tinh Lễ, mau đeo nhẫn cho Tinh Thần đi. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bố. Tôi không đồng ý. Diệp Tinh Lễ, tôi không đồng ý để hai người đính hôn. Tống Kiều, cô dựa vào đâu mà không đồng ý? Đây là hôn lễ mà mẹ đã sắp đặt cho tôi. Dựa vào việc Diệp Tinh Lễ căn bản không thích cô. Người anh ấy thích là tôi. Tống Kiều, mẹ tôi và người tôi yêu, cô đừng hòng cướp đi. Tinh Lễ, con làm gì vậy? Mẹ, e rằng mẹ vẫn chưa biết. Diệp Tinh Thần, cô ta căn bản không phải con gái ruột của mẹ. Con nói gì? Anh nói linh tinh gì vậy? Kết quả xét nghiệm A doanh nghiệp chẳng phải đã có từ lâu rồi sao? Tôi có một bằng chứng. Trước đây tôi đã thấy bác sĩ Vương có gì đó mờ ám, nên đã lén bỏ máy ghi âm vào túi ông ta. Không ngờ lại ghi được nội dung sau đây. Bố mày không chịu đưa tiền, còn nói căn bản không quan tâm đến chuyện thân phận của mày bị bại lộ. Mày nói xem tao phải làm sao đây? Bố không thể như vậy. Con vất vả lắm mới giành được sự tin tưởng của mẹ. Đuổi hai con quỷ đáng ghét Tống Kiều và Trương Cần đi rồi. Bố không thể để con uổng công như vậy. Tinh Thần, không phải bố không muốn giúp con, chỉ là hắn vừa mở miệng đã đòi 3 triệu. Nếu bố chuyển số tiền này đi, mẹ con sẽ nghi ngờ. Một cái máy ghi âm thì tính là bằng chứng gì? Hơn nữa, ai mà biết được đây có phải đồ giả hay không? Vậy còn cái này thì sao? Tôi có một bản báo cáo xét nghiệm A doanh nghiệp của Tống Kiều và mẹ tôi. Trên báo cáo này, rõ ràng đã chỉ ra Tống Kiều mới là con gái ruột của mẹ. Tống Kiều, tôi cần cô giúp đỡ. Tôi cần cô làm xét nghiệm A doanh nghiệp với mẹ tôi một lần nữa. Tống Kiều mới là con gái ruột của mẹ. Sao lại như vậy? Rốt cuộc ai mới là con gái ruột của tôi? Cái này tính là bằng chứng gì? Trước đây Tống Kiều cũng từng làm giả rồi. Chuyện trước đây cô ta mua chuộc bác sĩ Vương, mọi người đều biết. Cái này có thể làm bằng chứng gì? Diệp Tinh Thần, cô làm gì vậy? Liên quan gì đến anh? Tống Kiều, chắc chắn là cô muốn phá hoại lễ đính hôn của tôi. Mơ đi. Diệp Tinh Lễ.
Bằng chứng mà anh đưa ra, tất cả đều là giả. Làm sao tôi có thể nói ra những lời như vậy chứ? Hơn nữa, với trình độ khoa học kỹ thuật bây giờ, những nội dung này đều có thể làm giả được. Lan Tâm, em nghe anh nói này, những nội dung này quá hoang đường. Sao có thể như vậy chứ? Chúng ta là vợ chồng, đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi. Nhân phẩm của anh, chẳng lẽ em không hiểu sao? Tinh Thần là con gái ruột của anh, có gì đáng để nghi ngờ chứ? Phải đấy mẹ, chắc chắn là bọn họ kế hoạch trước không thành, bây giờ lại nghĩ ra cách này để đối phó với con, còn cố tình chọn ngay ngày lễ đính hôn của con. Mẹ, bọn họ muốn phá hỏng lễ đính hôn của con, khiến con mất hết tất cả. Mẹ phải tin tưởng con và bố chứ. Con đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Lời của ai mẹ cũng không muốn nghe. Vợ à, em nghe anh nói đã, không được như vậy, đừng chạm vào tôi. Vậy còn lời của tôi? Phu nhân, bà phải tin chứ. Bác sĩ Vương, sao ông lại xuất hiện ở đây? Diệp Tổng, sự xuất hiện của tôi có phải khiến ông rất bất ngờ không? Tôi may mắn thoát nạn. Sát thủ ông phái đến không giết được tôi. Nếu không phải cậu chủ đến lấy cái bút ghi âm đặt trên người tôi, vừa hay cứu mạng tôi, thì làm sao tôi có cơ hội đứng ở đây, vạch trần hết thảy tội ác của ông và Diệp Tinh Thần. Phu nhân, tôi đã nhận tiền của Diệp Trấn Quốc và Diệp Tinh Thần làm chứng giả vu khống Tống Kiều. Kết quả xét nghiệm A doanh nghiệp đầu tiên mà bà và Diệp Tinh Thần làm là thật. Diệp Tinh Thần không phải là con gái ruột của bà. Tống Kiều mới là con gái ruột của bà. Ông đang nói cái gì vậy? Lan Tâm, đừng nghe hắn nói bậy. Người này, hắn bị điên rồi sao? Phu nhân, Diệp Trấn Quốc nhiều năm qua cấu kết với người làm của bà, Trương Cần. Bỏ bột tha ly ửng vào canh bà thường uống. Muốn chiếm đoạt tài sản và tính mạng của bà. Nội dung trong đoạn ghi âm đều là thật. Tôi cũng là vì biết quá nhiều chuyện, nên Diệp Trấn Quốc mới sai người giết tôi diệt khẩu. Mấy năm nay, tôi đã làm quá nhiều chuyện sai trái, đã đến lúc nói ra toàn bộ sự thật, chịu nhận hình phạt thích đáng. Diệp Trấn Quốc, chuyện tôi bị hạ độc, ông cũng có tham gia sao? Tôi. Tốt lắm. Ha ha ha, tốt lắm. Những việc tôi làm, tôi có gì sai? Tất cả những chuyện này đều là do cô gây ra. Tất cả đều là do cô gây ra. Tôi ở rể nhà cô bao nhiêu năm nay, bề ngoài thì oai phong lẫm liệt, được người tung hô. Nhưng cô có biết sau lưng tôi, bọn họ cười nhạo tôi thế nào không? Bọn họ cười nhạo tôi là con chó nhà họ Diệp. Bao nhiêu năm nay, tôi phải chịu bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu cay đắng trong lòng, ai có thể hiểu được. Mà tất cả những điều này đều là do cô, đều là do nhà họ Diệp ép buộc tôi. Diệp Trấn Quốc, bao nhiêu năm nay tôi luôn đối xử chân thành với ông. Bố tôi còn coi ông như người kế nghiệp mà bồi dưỡng. Tất cả chúng tôi đều coi ông như người nhà. Sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? Diệp Trấn Quốc, ông còn lương tâm không? Tôi không có lương tâm. Đến đây, cô sờ xem tôi có lương tâm không? Tôi hỏi các người, nếu các người thực sự coi tôi là người nhà, sao lại bắt tôi ký thỏa thuận tiền hôn nhân? Sao lại bắt tôi đổi sang họ Diệp của các người? Tôi hỏi cô, hỏi tất cả mọi người ở đây, hai mươi mấy năm rồi, có ai còn nhớ tôi họ Tôn, Tôn trong chữ cháu trai không? Cô nghĩ bọn họ gọi tôi một tiếng Diệp Tổng là tôi vui trong lòng sao? Đúng, tất cả tài sản này đều là của cô. Nhưng bao nhiêu năm nay tôi đã dốc hết sức lực quản lý công ty. Cuối cùng tôi được gì? Cho dù không có công lao thì tôi cũng có khổ lao chứ. Tôi chỉ dùng cách của mình để có được thứ tôi muốn. Tôi có gì sai? Ông thật là vô liêm sỉ. Diệp Trấn Quốc, tôi thật sự đã nhìn nhầm ông. Tôi không ngờ ông lại là loại người như vậy. Ha ha ha. Vì mọi người đều đã lật bài ngửa rồi, được. Vậy thì hôm nay, tôi sẽ cho cô thêm một cú sốc nữa. Trương Cẩn, người làm bên cạnh cô trước đây, là tình nhân của tôi. Cô, hai mươi mấy năm trước chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Trong mắt tôi, cô còn không bằng một con ở. Mẹ, Diệp Tinh Thần này, thật ra là con gái do tôi và Trương Cẩn sinh ra. Bất ngờ chưa? Chúng tôi không chỉ hạ độc cô còn nuôi con gái của chúng tôi suốt hai mươi mấy năm, còn đứa con do chính cô sinh ra. Nó đã trở thành một đứa con gái đáng thương, bị người khinh rẻ. Còn đứa con do tôi và Trương Cẩn sinh ra, lại trở thành đại tiểu thư cao cao tại thượng của nhà họ Diệp. Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ không? Đau lòng không? Tôi, mẹ. Phu nhân, mẹ. Phu nhân, giữ hơi thở, đừng kích động. Tôi thật sự không ngờ mình lại nhìn lầm người, con làm tôi quá thất vọng. Con thật sự không xứng làm con, thậm chí không xứng làm người. Tống Kiều, tôi đối với cô đã hết lòng hết dạ rồi. Từ nay về sau rời khỏi nhà họ Diệp, không được quay lại nữa. Kiều Kiều, thì ra con mới là con ruột của mẹ.
con có phải vẫn luôn oán hận mẹ đối xử không tốt với con không? Đều là lỗi của mẹ. Mẹ vẫn luôn cho rằng mình là một người mẹ đủ tư cách. Nhưng không ngờ, mẹ lại luôn làm tổn thương con gái ruột của mình. Mẹ không phải là một người mẹ tốt, con hận mẹ là đúng. Mẹ đã không nhận ra con ngay lúc đầu. Mẹ xin lỗi con, Kiều Kiều. Không, con vẫn luôn cho rằng dì là một người mẹ tốt. Con rất ghen tị với Diệp Tinh Thần vì có một người mẹ như dì. Con cũng từng lấy nghĩ, nếu dì là mẹ của con thì tốt biết mấy. Con không oán trách người, cũng không hận người. Chỉ trách con không có may mắn gặp được người mẹ như dì thôi. Sao có thể chứ, Kiều Kiều. Mẹ chính là mẹ của con mà. Con có thể gọi mẹ một tiếng, gọi mẹ một tiếng mẹ được không? Mẹ. Mẹ. Tinh Thần, Tinh Thần. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con biết sai rồi. Khi con biết con không phải con gái ruột của mẹ, con thật sự rất sợ. Con sợ mẹ tìm được con gái ruột rồi sẽ không cần con nữa. Con chỉ là nhất thời hồ đồ, bị nỗi sợ hãi và ghen tị làm cho mờ mắt. Mẹ, con xin mẹ, đừng bỏ con, được không? Con muốn ở bên mẹ, muốn hiếu thuận với mẹ cả đời. Xin mẹ hãy xem như hai mươi mấy năm qua mẹ nuôi nấng con. Đừng đuổi con đi, được không? Tinh Thần đã ở bên cạnh mình ngần ấy năm. Mình vẫn luôn coi con bé như con gái ruột mà nuôi nấng. Thực sự không nỡ xa con bé. Mặc dù thân thế của con bé, nhưng đó cũng không phải là điều con bé có thể lựa chọn, hay là cứ để con bé ở lại đi. Lúc cô hạ độc phu nhân, sao cô không nghĩ đến ơn nghĩa 20 năm qua chứ? Lúc cô hạ độc phu nhân, sao cô không nghĩ đến ơn nghĩa 20 năm qua chứ? Anh nói gì vậy? Mẹ, hạ độc. Mẹ, mẹ, đừng nghe hắn nói bậy, sao con có thể hạ độc mẹ được? Mẹ, mẹ. Thực ra đoạn ghi âm trước đó con chưa cho mẹ nghe hết vì sợ mẹ quá đau lòng. Nhưng bây giờ, con buộc phải cho mẹ nghe toàn bộ. Diệp Tinh Lễ, tôi mặc kệ. Ông phải giải quyết chuyện này cho tôi ổn thỏa. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện anh hạ độc mẹ ra. Nói cho mẹ biết. Sao con biết được? Ai nói cho con biết? Không phải. Không chỉ vậy, cô ta còn tự tay bưng bát canh đã bị bỏ độc đến trước mặt phu nhân. Lúc trước, khi tôi kiểm tra sức khỏe cho phu nhân đã phát hiện ra rồi. Mẹ, gần đây, con thấy người mẹ không được khỏe, nên đã đặc biệt bảo dì Trương hầm bát canh bồi bổ. Mẹ uống lúc còn nóng đi. Tinh Thần, sao cô có thể đối xử với tôi như vậy? Tinh Thần, mấy năm nay, tôi nuôi cô chẳng lẽ vô ích sao? Tinh Thần. Trước đó, ở Gaza ô tô, vụ án mạng nữ giới hiện đã có tiến triển mới. Camera giám sát đã quay rõ ràng được mặt của hung thủ, chính là Diệp Tinh Trần. Hiện trường vụ án mạng nữ giới ở nhà kho đã có tiến triển mới. Mặc dù Gaza ô tô đã bị bỏ hoang, nhưng camera giám sát được lắp đặt vẫn hoạt động. Camera giám sát đã ghi lại rõ ràng khuôn mặt của hung thủ. Mẹ! Không phải con! Không phải con! Không phải con! Không phải con! Không phải con làm! Mẹ! Cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Con bằng lòng nhận mẹ là mẹ rồi sao? Mẹ thực sự rất vui. Họ đâu rồi? Họ đã bị bắt đi điều tra rồi. Tốt! Bác sĩ, phu nhân tỉnh lại là tốt rồi. Cơ thể của phu nhân cần được nghỉ ngơi điều dưỡng cho tốt. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Bác sĩ, nói thật cho tôi biết, rốt cuộc tôi còn sống được bao lâu nữa. Tôi muốn dành chút thời gian để lo liệu hậu sự. Phu nhân, nói thật thì thời gian không còn nhiều nữa. Tuy nhiên, nếu điều dưỡng tốt thì vẫn còn hy vọng sống tiếp. Mẹ à, hay là để con chuyển mẹ sang bệnh viện khác nhé. Chắc chắn sẽ chữa khỏi cho mẹ. Tinh Lễ, hai đứa ra ngoài trước đi. Mẹ muốn nói chuyện riêng với Kiều Kiều một lát. Vâng, phu nhân. Vâng. Kiều Kiều à, lúc mẹ mang thai, con không cần phải nói, mẹ đã vui mừng đến nhường nào. Mẹ ngày nào cũng xoa bụng, trò chuyện với con. Mẹ đã nói rằng, con yêu à, con mau ra đây đi. Mẹ rất muốn gặp con. Đợi đến lúc con chào đời, mẹ nhất định sẽ cưng chiều con, trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Thế nhưng, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Bao nhiêu năm qua, con sống có tốt không? Mẹ à, con sống rất tốt. Tuy dì Trương ghét con, nhưng bà ấy cũng đã nuôi con khôn lớn. Mọi chuyện đã qua rồi. Mẹ biết. Thật ra thì con sống không hề tốt. Hơn nữa, mẹ cũng đối xử với con không tốt. Mẹ còn làm con tổn thương sâu sắc nữa. Mẹ. Mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới này. Con rất vui. Vì con có cơ hội được làm con gái của mẹ. Sau này mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt. Nhất định sẽ cưng chiều con, trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Vâng. Vậy thì con cũng nhất định sẽ trở thành người con gái tốt nhất của mẹ. Tốt lắm. Mẹ. Mẹ.
Chú rể, Diệp Tinh Lễ, con có đồng ý lấy cô dâu bên cạnh con làm vợ và sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia lìa, con đồng ý. Cô dâu, Tống Kiều, con có đồng ý lấy chú rể bên cạnh con làm chồng và sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia lìa, con đồng ý. Vậy thì xin mời hai bạn trao nhẫn cho nhau, cùng nhau hoàn thành lời tuyên bố tình yêu này. Mẹ rất vui. Hai đứa con mà mẹ yêu quý nhất, hôm nay cuối cùng cũng đã kết hôn. Nếu mẹ thật sự ra đi thì cũng không còn gì hối tiếc nữa. Mẹ đang nói gì vậy? Mẹ nhất định phải sống lâu trăm tuổi, lỡ như sau này Diệp Tinh Lễ bắt nạt con thì sao? Con còn phải nhờ mẹ binh vực con nữa. Được rồi, mẹ sẽ luôn đứng về phía con. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải luôn tin tưởng mẹ. Mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc Tống Kiều thật tốt, mẹ yên tâm. Những đứa con ngoan của mẹ. Hai đứa, sau này nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé. Vâng. Mẹ, dạo này con vẫn luôn nghiên cứu, đã có chút thành quả bước đầu rồi. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chữa khỏi cho mẹ. Được. Như vậy thì con sẽ ở bên mẹ thật lâu, mãi mãi ở bên mẹ, được không?